Thiên Đạo Đồ Thư Quán, Trương Huyền. Chương 3591, Thập Lý Kiếm Thần. Cùng cấp bậc, Trương Huyền hầu như vô địch. Đồng dạng áp chế ở cổ thánh nhất trọng, coi như đối phương là tông chủ, hoặc trưởng lão, có thể thắng qua bản thân hay không đều không nhất định. Đã như vậy, hoàn toàn có thể tìm bọn họ cuồng loạn một trận. Những người này đồ tốt không ít, biết tin tức khẳng định cũng nhiều, đánh bại đối phương, liền có thể cẩn thận hỏi thăm. Có lẽ tin tức của Lạc Nhược Hy, liền có phương pháp. Xem ra sau khi đến tông môn, nhất định phải nhanh tìm tới thông thần ngọc phù thích hợp, đi vào hệ thống của đối phương, sau đó tìm tông chủ hoặc trưởng lão cao cấp nhất đánh. Nghĩ đến cái này, Trương Huyền nhịn không được vỗ đùi, đứng dậy. Quá tốt rồi, cứ làm như thế. Làm cái gì đó? Lục Vân trưởng lão nghi ngờ nhìn qua. Ta cảnh cáo ngươi một câu, nói sẽ gặp được tông chủ và trưởng lão. Ngươi hưng phấn cái gì? Cái tên này sẽ không phải là đầu óc tối dạ ơ chứ? Trước đó còn nghĩ, có muốn thu hắn vào kiếm các hay không, ở chung mấy ngày, phát hiện đối phương thỉnh thoảng bạo phát bệnh tâm thần. Ý nghĩ thế này liền dập tắt. Ách, không có gì, thuận miệng nói một chút. Khó xử gãi đầu một cái, Trương Huyền cười ha ha. Thiện Hiểu Thiên che mặt. Thánh thú phi hành rất nhanh rơi vào một sơn phong cao lớn, từ trên lưng thú đi xuống, Lục Vân trưởng lão an bài một phủ đệ. Các ngươi trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi, Thiện Hiểu Thiên đi theo ta, ta mang ngươi đi khảo hạch. Để Trương Huyền, Tào Thành Lập và Dịch lão ở lại, Lục Vân trưởng lão nói. Khảo hạch. Trước đó khảo hạch của ta, chỉ nói ngươi có tư cách trở thành đệ tử nội môn, chân chính tiến vào nội môn, còn cần đi kiếm thần đường thử kiếm. Lục Vân trưởng lão nói. Kiếm thần đường. Là địa phương đệ tử khảo hạch, bất luận là đệ tử tạp dịch muốn tiến vào nội môn, hay đệ tử nội môn muốn trở thành thân truyền, đều cần đi qua kiểm tra, đạo lý giống như trước đó ta để ngươi cùng Hoắc Giang Hà tỉ thí, chỉ là nơi này khảo nghiệm càng thêm tiêu chuẩn. So chiến đấu, càng thêm phù hợp thực lực bản thân. Lục Vân trưởng lão cười giải thích. Chiến đấu, bởi vì trạng thái, tâm cảnh, lâm trận phản ứng các loại, có thể sẽ xuất hiện chênh lệch, nhưng kiếm thần đường khảo hạch sẽ không. Chỉ cần ngươi lĩnh ngộ kiếm pháp đủ, đi đến cấp bậc, liền có thể tùy tiện đo ra. Thiện Hiểu Thiên giật mình. Đi thôi. Lục Vân trưởng lão nói xong cũng muốn dẫn Thiện Hiểu Thiên rời đi. Lục trưởng lão, ta cũng muốn đi xem nhìn, không biết được không? Trương Huyền đi tới. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Kiếm thần đường, có thể kiểm tra lý giải đối với kiếm đạo, hắn đối với kiếm thuật cũng coi như có lý giải nhất định, vừa vặn có thể đi nhìn một chút. Cái này, Lục Vân trưởng lão chần chờ một chút. Cũng được. Dưới tình huống bình thường, kiếm thần đường không cho phép người ngoài tiến vào, có điều đệ tử tạp dịch có thể ở đây khảo hạch, đệ tử nội môn cũng có thể khảo hạch, dù Trương Huyền không phải đệ tử kiếm các, nhưng là bằng hữu của Thiện Hiểu Thiên, đi qua nhìn một chút cũng không sao. Lần nữa ngồi lên lưng thú, phi hành một hồi, đi tới một sơn phong đồ sộ. Chính giữa, một thanh trường kiếm giống như kiến trúc, cắm trên mặt đất, như là cao lâu. Nơi này chính là kiếm thần đường. Mỗi ngày đều sẽ có không ít đệ tử tạp dịch, đệ tử ngoại môn, đệ tử nội môn tới kiểm tra. Đi vào cửa chính, quả nhiên thấy không ít người đứng ở trong đó, tất cả đều cõng trường kiếm, trên người kiếm khí mơ hồ, phần lớn thực lực, vậy mà đều không thua Trương Huyền. Không hổ là một trong thượng thương sáu đại thế lực, cao thủ quả nhiên không ít. Trương Huyền nhịn không được cảm xúc. Hắn là cổ thánh tứ trọng sơ kỳ đỉnh phong, vốn cho rằng không tệ, không nghĩ tới ở đây. Thế mà ngay cả tên cũng không xếp hạng tới. Đây vẫn chỉ là tới tìm vận may, khảo nghiệm, cường giả chân chính bế quan đến cùng có bao nhiêu, lại có thực lực gì, có thể tưởng tượng được. Nơi này đâu đâu cũng có gian phòng, mỗi một gian phòng có một kiếm thần đài, chỉ cần cho đủ kiếm các tệ, liền có thể mở ra cửa phòng đi vào kiểm tra. Biết bọn họ ngày đầu tiên đến, không hiểu rõ tình hình kiếm thần đường, Lục Vân trưởng lão tiếp tục giới thiệu. Đương nhiên, lần đầu tiên khảo hạch là miễn phí, phía sau khảo hạch mới cần dùng tiền. A hát, hai người đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ mới đến kiếm các, ngay cả kiếm các tệ bề ngoài ra sao cũng không biết, thật muốn dùng tiền, cũng không bỏ ra nổi. Ta mở cho các ngươi một gian phòng, có thể kiểm tra hai lần, Thiện Hiểu Thiên đi vào trước, Trương Huyền tiểu huynh đệ, cũng muốn thử một chút mà nói, chờ hắn đi ra, lại đi. Kiếm thần đài một lần chỉ có thể kiểm tra một người. Nhiều sẽ làm kiếm ý hỗn loạn. Giới thiệu xong xuôi, Lục Vân trưởng lão đi tới,
thời gian không dài, mang theo hai người tới trước mặt một gian phòng. Sau khi tiến vào, nắm chặt trường kiếm, lập tức phóng thích kiếm ý trong cơ thể, vận chuyển lý giải đối với kiếm đạo. Kiếm ý vượt qua 1 mét, liền có thể trở thành đệ tử tạp dịch, 10 mét, có thể trở thành đệ tử ngoại môn, 30 mét, có tư cách trở thành đệ tử nội môn. Hiện tại mục tiêu của ngươi chính là vượt qua khoảng cách này. 30 mét. Thiện Hiểu Thiên ngây thơ gật đầu. 30 mét, biểu thị lý giải đối với kiếm đạo, cũng không phải là kiếm khí, lấy tu vi của ngươi, kiếm khí không có khả năng lan ra dài như vậy. Lục Vân trưởng lão cười nói. Vâng. Thiện Hiểu Thiên khó xử. Lấy hắn lý giải đối với kiếm đạo, phóng thích ra kiếm khí, 2-3 mét có thể hoàn thành, 30 mét, khẳng định không làm được. Cái gọi là kiếm ý, hẳn không phải cái này. Kẹt kẹt. Thiện Hiểu Thiên đẩy cửa đi vào. Thấy hắn rời đi, Trương Huyền tràn đầy tò mò nhìn qua. Chiều dài kiếm ý, đệ tử nội môn cực hạn là bao nhiêu? 30 mét đi qua tuyển chọn, như vậy cực hạn lại là bao nhiêu? Dưới tình huống bình thường, chỉ cần kiếm ý đi đến 100 mét, liền có tư cách trở thành đệ tử hạch tâm. Nhưng không ít đệ tử nội môn đã vượt qua khoảng cách này. Những cái đứng đầu nhất kia, đều vượt qua 200 mét, 300 mét, thậm chí càng xa. Lục Vân trưởng lão nói. 300 mét. Trương Huyền líu lưỡi. Mặc dù không biết chiều dài kiếm ý này đến cùng làm sao tính toán, nhưng đệ tử nội môn bình thường, 30 mét cũng khó khăn, có ít người lại có thể đi đến gấp 10 lần, sự đáng sợ có thể tưởng tượng được. Đúng vậy, có điều trong đệ tử hạch tâm, có ít người càng thêm cường đại, vượt qua 500 mét, vượt qua loại khoảng cách này, liền có thể gọi là kiếm thần. Bởi vậy cũng có các loại xưng hào nhất lý kiếm thần, nhị lý kiếm thần. Nghe nói trong lịch sử kiếm các, một vị thiên tài nhất đã từng kiếm ý đi đến 10 dặm, bởi vậy được xưng là thập lý kiếm thần. Con mắt thả ra tinh quang, Lục Vân trưởng lão tràn đầy tôn sùng. Thập lý kiếm thần. Trương Huyền khiếp sợ. Người bình thường còn vì mấy chục mét sầu muộn, vị thiên tài này, vậy mà đạt đến 10 dặm. Suy nghĩ một chút cũng để người khó tin. Không biết, kiếm ý của Lục trưởng lão có thể lan ra bao xa. Sau khi hết khiếp sợ, Trương Huyền tràn ngập tò mò. Ta, nghe được hỏi thăm, Lục Vân trưởng lão cười khổ một tiếng. Ta thiên phú không tốt, lúc còn trẻ khảo hạch đệ tử nội môn cũng không có làm được, dựa vào hậu thiên cố gắng, mới đạt tới tu vi hiện tại, lăn lộn được một vị trí trưởng lão ngoại môn. Mặc dù luyện kiếm nhiều năm, vẫn như không cách nào đột phá 100 mét, đến bây giờ cũng chỉ có 97 mét. 97 mét, đã rất lợi hại. Trương Huyền gật đầu, nhịn không được nhìn cửa phòng trước mắt. Vị đồ đệ này, chỉ cùng mình học tập một đêm kiếm pháp, chỉ nhớ kiếm chiêu, đối với kiếm đạo, kiếm ý lý giải không sâu. Không biết có thể đi đến bao nhiêu mét. Thiện Hiểu Thiên đi vào phòng, lập tức nhìn thấy trước mắt có một cái đài không lớn, trung tâm cắm một thanh trường kiếm. Hẳn là kiếm thần đài. Ngay phía trước, là một vùng quê mênh mông. Nguyên lai gian phòng này không có bức tường, khó trách có thể làm cho kiếm ý lan ra mấy chục mét, nếu không xây dựng lớn như vậy. Hơn nữa mênh mông, gian phòng không cách nào ngăn cản kiếm ý, cũng cần tiêu phí không biết bao nhiêu công phu. Nhấc chân bước lên, rút trường kiếm ra, cầm ở trong lòng bàn tay, hít một hơi thật sâu, tinh thần Thiện Hiểu Thiên tập trung cao độ, vận chuyển lực lượng trong cơ thể. Cái gọi là kiếm ý, chính là lý giải của mình đối với kiếm pháp. Hắn từ nhỏ đến lớn, một mực luyện kiếm, khổ tu hơn 10 năm, đối với kiếm pháp sớm đã có lĩnh ngộ cùng tình cảm thuộc về mình. Nắm trường kiếm ở trong lòng bàn tay, nhất thời có một loại cảm giác nước sữa giao hòa, hình như cánh tay kéo dài. Ông! Cảm nhận được ý cảnh của hắn, trường kiếm phát ra nghẹn ngào vang lên, một đạo quang mang trắng tinh vận chuyển ở dưới kiếm thần đài, chậm chạp hội tụ, lan về phía trước. Híp mắt lại, không ngừng vận chuyển lực lượng. 3. Kiếm ý lan về phía trước, ngừng lại, nhìn rõ ràng khoảng cách, vẻ mặt Thiện Hiểu Thiên cứng đờ. Một thước, cũng chính là 1/3 mét. Thi triển lực lượng toàn thân, kiếm ý vậy mà chỉ có 1/3 mét. Nói như vậy, chẳng phải tương đương hắn lý giải kiếm đạo, ngay cả đệ tử tạp dịch cũng không đạt tới. Không có khả năng, cùng cấp bậc Hoắc Giang Hà cũng không phải đối thủ của ta. Có chút choáng váng, Thiện Hiểu Thiên cảm thấy đầu lâu sắp nổ tung. Lục Vân trưởng lão một mực nói, kiếm thần đường công bằng thế nào, nhưng bản thân thử qua kiếm pháp, cùng cấp bậc Hoắc Giang Hà cũng không đỡ được. Tới kiểm tra, làm sao có thể ngay cả 1 mét cũng không đạt tới. Ta là vứt kiếm đánh bại Hoắc Giang Hà, thử chiêu này một chút.
Dầu dĩ một hồi, đột nhiên nghĩ tới một chiêu cường đại nhất, hít sâu một hơi, ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái. Ông! Trường kiếm rời tay huyền phù. Ầm ầm. Trường kiếm vừa rời bàn tay, một cỗ kiếm ý mạnh mẽ lập tức từ trên người hắn thả ra ngoài, cả phòng hội tụ ra vô số sương mù màu trắng, điên cuồng phun trào, giống như gió lốc. Cái này! Khóe miệng Thiện Hiểu Thiên co giật, ngây người. Vừa rồi kiếm ý trong cơ thể dùng hết toàn lực, cũng mới lan ra 1/3 mét, hiện tại sử dụng vứt kiếm mà lão sư truyền thụ, kiếm còn không có rời đi, đã hung mãn như vậy triệt để thi triển ra chiêu số, nên có bao nhiêu lợi hại. Lão sư truyền thụ cho cùng mình suy nghĩ ra được, sẽ không kém lớn như vậy chứ. Đi! Khuôn mặt khó xử, ngón tay điểm một cái, trường kiếm thẳng tắp bay tới đằng trước. Ầm ầm. Kiếm ý bạch sắc nhanh chóng tuôn ra, thời gian nháy mắt, liền biến mất óp cuối tầm mắt, không thấy tung tích. Cái này! Thiện Hiểu Thiên nháy con mắt. Kiếm ý của hắn, một thước đến đỉnh, thi triển kiếm pháp của lão sư, bay ra mất tung tích. Nhìn bằng mắt thường không thấy. Cái này rõ ràng vượt qua 30 mét, 50 mét thậm chí 100 mét A. Còn bay. Chờ một hồi, kiếm ý dường như còn không có phi hành đến phần cuối, Thiện Hiểu Thiên không biết như thế nào cho phải. Một mực bay đi, có phải đại biểu bản thân không có thành tích hay không? Ông! Ngay thời điểm hắn xoắn suýt, bức tường bên cạnh lắc lư một cái, xuất hiện thành tích. 499M. 499 mét, kém một bước là thành kiếm thần. Hết chương 3591. Chương 3592. Chương huyền kiểm tra. Xem ra ta chỉ là học được kiếm chiêu của lão sư, đối với kiếm ý, hầu như không có lý giải gì. Sau khi hết khiếp sợ, Thiện Hiểu Thiên xem như hiểu được, vẻ mặt cười khổ. Trong nhà ma luyện 10 năm kiếm pháp, vốn cho rằng trở thành đệ tử tạp dịch của kiếm các không khó, hiện tại xem ra, vẫn còn có chút ý nghĩ hão huyền. Chênh lệch không phải lớn bình thường. Cũng khó trách, Tiết Cầm ở phủ thành chủ, tài nguyên chưa từng thiếu thốn, lại có kiếm thuật giáo tập như Tiết Trầm, không ngừng truyền thụ, cũng chỉ miễn cưỡng trở thành đệ tử tạp dịch, hắn một mình đóng cửa học tập, thậm chí ngay cả chân khí cũng không thể vận dụng. 1/3 mét, chỉ sợ cũng là những ngày này tăng thêm. Tình huống thật, một xích cũng không có. Kiếm chiêu của lão sư, chỉ học tập chiêu số, biết nó như thế mà không biết giá trị, liền có thể kiếm ý lan ra xa như vậy, thật muốn triệt để lý giải, lại nên mạnh cỡ nào. Hiện tại Thiện Hiểu Thiên như hài tử chỉ biết chữ, ghi nhớ kiếm chiêu lão sư truyền thụ cho, nhưng thi triển ra, vì sao phải thi triển như vậy lại ẩn chứa bí ẩn gì. Một chữ cũng không biết. Đọc hiệp khách hành lại dễ nghe, ngâm sướng có ý vị. Cũng không thể chứng minh đã thành thi nhân, có thể giống như Lý Bạch, viết ra thiên cổ danh ngôn. Chỉ biết đọc thuộc lòng, kiếm ý liền tiếp cận 500 mét, triệt để lý giải. Lại nghịch thiên ra sao? Nói như vậy, lão sư chẳng phải tùy tiện vượt qua 500 mét, thậm chí đi đến càng xa. Đổi hắn tới thử một chút. Trở nên kích động, vội vàng đi ra ngoài. Tùy tiện học được 1-2 ngày kiếm pháp đã lợi hại như vậy, lão sư tự mình ra tay, nhất định long trời lở đất. Thế nào, có vượt qua 30 mét hay không? Thấy hắn đi ra, Lục Vân trưởng lão mang theo khẩn trương nhìn qua. Tuy suy đoán đối phương khẳng định có thể đi qua, nhưng không gặp được đáp án xác thực, vẫn còn có chút không an lòng. Vượt qua, Thiện Hiểu Thiên gật đầu, có chút xấu hổ. Dựa theo lý giải kiếm đạo của hắn, chỉ có 1/3 mét, nhưng thật muốn nói thật, đoán chừng sẽ bị đuổi ra ngoài. Suy đi nghĩ lại, vẫn mặt dạn mày dày thừa nhận. Cụ thể bao nhiêu? Nghe được thông qua, Lục trưởng lão thở phào nhẹ nhõm, lần nữa nhìn tới, tràn đầy tò mò. Kiếm pháp của Thiện Hiểu Thiên, hắn thấy tận mắt, tựa như thần long thấy đầu không thấy đuôi, ngay cả ngoại môn đại sư huynh Hoắc Giang Hà cũng không đỡ được. Có thể hiểu được loại kiếm pháp này, hơn nữa thuận lợi thi triển, trong nội môn tuyệt đối được cho khá cao. Đây là, thành tích. Từ trong ngực lấy ra một cái ngọc bài đưa tới. Vừa rồi xuất hiện thành tích. Đã ghi lại ở phía trên. Không có việc gì, bao nhiêu cũng không đáng kể, người còn trẻ, chỉ cần vượt qua 30 mét, về sau hảo hảo tu luyện học tập, sẽ có không gian tiến bộ càng lớn. Thấy hắn xấu hổ, lại không nguyện ý nói thẳng, lấy ra ngọc bài, còn tưởng rằng thành tích rất bình thường, Lục Vân trưởng lão cười an ủi một câu, tiếng nói còn không có kết thúc, mắt suýt chút nữa rơi trên mặt đất. 499 mét. Sắc mặt Thiện Hiểu Thiên như hỏa thiêu. Ở trước mặt nói dối, thật đúng là làm người ta ngượng ngùng.
Nhìn loại vẻ mặt này của hắn, Lục Vân trưởng lão cúi đầu nhìn ngọc bài một chút, phát điên nắm lấy tóc. Ngươi có bị bệnh không? Vẻ mặt xấu hổ, ta còn tưởng rằng vừa qua 30 mét, hoặc là 31 mét. Kết quả con mẹ nó, 499 mét. Thành tích này, mẹ nó rất nhiều đệ tử hạch tâm cũng không làm được a hát. Cái này đã sắp trở thành kiếm thần có được hay không? Cường đại như vậy, vậy mà ngượng ngùng xấu hổ, còn xấu hổ nói. Xấu hổ em gái ngươi, xấu hổ em rể ngươi a hát. Lục Vân trưởng lão chỉ cảm thấy khuôn mặt của mình bị đối phương treo lên hung hăng đánh, qua lại chà đạp. Thấy qua thành tích kém mất mặt, còn lần đầu tiên thấy, thành tích tốt như vậy cũng mất mặt. Giống như thành tích cuộc thi công bố, nhìn thấy bạn học cao giọng khóc lớn, làm sao cũng không ngừng được, chạy tới an ủi, rất lâu đối phương mới nói ra tình hình thực tế thương tâm. Kiểm tra 100 điểm, chỉ thi 99. Mà người chạy tới an ủi, chỉ được 9 điểm. Hắn giờ phút này, xấu hổ hận không thể có khe đất chui vào. Nhanh chóng hít thở hai cái. Ngươi cho rằng, rất xấu hổ. Đúng vậy à, quá xấu hổ. Thiện Hiểu Thiên che mặt. Lục Vân trưởng lão che ngực, trái tim run rẩy sắp tắt thở, lại không muốn cùng kẻ trước mắt này nói chuyện. Trương Huyền tiểu huynh đệ, nếu không ngươi đi qua kiểm tra một chút đi. Nếu không ta sợ sẽ động thủ đánh người. Cái này, được. Trương Huyền gật đầu, nhấc chân đi vào. Vừa đi vừa âm thầm cảm xúc. Vừa thu học sinh này, kiếm thuật không có học được bao nhiêu, nhưng khiêm tốn, ngược lại có mấy phần giống mình, cực kỳ không tệ. Trẻ nhỏ dễ dạy. Đóng cửa phòng, đi tới kiếm thần đài. Làm sao không có kiếm? Dạo qua một vòng, trong phòng rỗng tuếch, một thanh kiếm cũng không thấy. Chẳng lẽ kiểm tra kiếm ý không cần kiếm? Không có kiếm, cũng có thể làm ra 499 mét, tiểu tử này không tệ. Khó trách nhìn thấy người bên ngoài đều cõng kiếm, nguyên lai nơi này không có cung cấp. Loại tình huống này, đệ tử cũng có thể để kiếm ý lan ra tiếp cận một dặm, lý giải đối với kiếm đạo không cho bản thân mất mặt. Không có kiếm liền không có kiếm, mặc dù sẽ có chút ảnh hưởng, nhưng đệ tử cũng có thể làm được, thân là lão sư, không có khả năng không hoàn thành được. Hít sâu một hơi, lông mày dương lên, một cỗ kiếm ý lập tức từ trên người phóng thích ra. Danh sư đại lục. Lĩnh ngộ kiếm đạo chân giải, trong đầu không ngừng xoay quanh, ngón tay điểm về phía trước. Một đạo kiếm khí ngưng tụ ở đầu ngón tay. Kèm theo kiếm khí xuất hiện, kiếm ý bạch sắc tụ lại, bắt đầu kéo dài về phía trước, chẳng qua rất nhanh cùng kiếm mang ở đầu ngón tay dung hợp, nhưng không bắn ra. Hình như cái gọi là kiếm ý này đã thần phục ở dưới kiếm mang, không dám hướng về phía trước. Khóe miệng Trương Huyền co giật. Chuyện gì xảy ra? Nếu như vậy... Hắn ngay cả một mét cũng chưa tới. Không có khả năng ngay cả học sinh của mình cũng không bằng a. Thật muốn như vậy, liền mất mặt. Phải hội tụ càng nhiều kiếm ý, đột phá kiếm mang ràng buộc mới được. Lông mày dương lên, cẩn thận nhớ lại ban đầu ở kiếm chỉ lĩnh ngộ kiếm thuật, Trương gia lĩnh ngộ kiếm thuật, thậm chí mới vừa tiến vào tông môn, cảm nhận được đạo kiếm ý kia. Vô số kiếm đạo chân giải ở trong đầu không ngừng quanh quẩn. Một cỗ khí tức vô địch lập tức từ trên người thả ra ngoài, trong nháy mắt, hình như hắn chính là kiếm, một thanh trường kiếm đâm rách thiên địa mà không sờn lòng. Ầm ầm, kèm theo kiếm ý trên người không ngừng tăng cường, sương mù màu trắng bốn phía càng hội tụ càng nhiều, thời gian nháy mắt, cả phòng đều giống như sương mù che kín, kiếm ý dày đặc, xuất hiện ngưng tụ, thậm chí tạo thành chất lỏng. Vẫn không đến một mét, không có khả năng, cảm thụ kiếm ý trong cơ thể đã tích tụ đến đỉnh điểm. Lần nữa nhìn về phía trước, khóe miệng Trương Huyền co lại, thiếu chút nữa ngất đi. Mất công phu như vậy, hao tốn khí lực lớn như vậy, kiếm ý trước mắt. Vậy mà vẫn không tới một mét. Chẳng lẽ kiếm thuật lợi hại như vậy, ở đây ngay cả một đệ tử tạp dịch cũng không bằng. Thật muốn như vậy, Thiện Hiểu Thiên loại tam lưu kiếm thuật, làm sao đến 499 mét. Ta không tin, ngàn vạn kiếm ý, làm việc cho ta. Đầy mặt phát điên, gầm nhẹ một tiếng. Chân khí cùng linh hồn của Trương Huyền đều hóa thành trường kiếm, không ngừng hấp thu kiếm ý tán giật xung quanh, để chúng mau chóng lan ra. Đệ tử của hắn không sử dụng kiếm, cũng có thể làm ra xa như vậy, làm lão sư không làm được mà nói, mất mặt cũng sẽ mất chết. Tuyệt không thể thua. Vì danh tiếng, cũng vì sư đạo tôn nghiêm. Kiếm thần đường. Một thanh niên ngạo nghễ đứng ở trong đám người. Nhìn thấy hắn, bốn phía không ai dám tới gần, phảng phất như có được khí chàng tự nhiên. Đẩy ra đám người chen chúc. Diệp Liên sư đệ,
ngày hôm nay lại tới kiểm tra. Có hứng thú cùng ta tỉ thí hay không? Tiếng cười sang sảng vang lên, đám người tản ra, lại một vị thanh niên cõng trường kiếm đi tới. Thanh niên này dáng người cường tráng, đứng ở trong đám người, tựa như hạc giữa bầy gà, rõ ràng cao hơn một đầu. Hạ Nham sư huynh muốn so, sư đệ tiếp là được. Thanh niên tên Diệp Liên gật đầu. Mời. Hạ Nham đi đầu vào một gian phòng. Diệp Liên theo sát, đi vào một căn phòng khác bên cạnh. Tuy cách tường, nhưng lấy thực lực của bọn hắn, lại thêm phương hướng kiếm ý lan ra, không có bức tường, có thể tùy tiện nhìn thấy kiếm ý của đối phương kéo dài khoảng cách, cũng có thể so sánh tốt hơn. Bọn họ chính là Diệp sư huynh cùng Hạ sư huynh nổi danh trong đệ tử Hạch Tâm. Thấy hai người khí chất như vậy, một đệ tử nội môn mới tới nhịn không được hỏi. Chính là bọn họ, nghe nói hai người đều đang trùng kích kiếm thần, lẫn nhau so sánh, cũng đã duy trì 5 năm. Một đệ tử hiểu rõ tình hình gật đầu. Diệp Liên cùng Hạ Nham, ở trong đệ tử Hạch Tâm đều rất nổi danh, có danh vọng cực cao, có điều hai người tranh đấu nhiều năm, đều cách kiếm thần chỉ thiếu chút nữa. Cho nên tất cả đều ở trong bóng tối phân cao thấp, muốn nhìn một chút, ai có thể trước một bước bước vào. Hạ sư huynh, người bắt đầu trước đi. Không đi quản mọi người thảo luận, Diệp Liên đi vào phòng, đứng ở trên kiếm thần đài, rút ra trường kiếm, nhàn nhạt nói một câu. Kiểm tra chỉ có thể sử dụng kiếm trên kiếm thần đài, bọn họ thời khắc cõng trường kiếm, là vì có thể cùng kiếm dung hợp tốt hơn, chân chính làm được nhân kiếm hợp nhất. Đồng thời bắt đầu đi. Hạ Nham cười ha ha một tiếng, trường kiếm trong tay siết chặt, chấn động mạnh một cái. Ầm ầm, kiếm ý vô cùng vô tận từ huyệt đạo bắn ra, dọc theo mũi kiếm lan ra nơi xa. Tê lạp, chỉ thoáng cái, liền vọt ra khỏi phòng, bắn tới hơn mấy chục mét. Thấy kiếm ý của sư huynh bắn ra, Diệp Liên cũng không lùi bước, kiếm ý trong nháy mắt theo sát tới, trên không, kiếm ý giống như hai dải lụa trắng tinh, nhanh chóng tiến lên. Tốc độ không chậm, xem ra nửa năm qua sư đệ tiêu phí không ít công phu. Nhìn thấy đối phương cái sau vượt cái trước, mơ hồ muốn vượt qua bản thân, Hạ Nham nhẹ nhàng cười một tiếng. Sư huynh thoạt nhìn cũng không có nhàn rỗi, kiếm ý của ngươi lan ra, tốc độ so với lần trước nhanh không biết bao nhiêu. Diệp Liên không cam lòng yếu thế. Cũng vậy, vậy thì xem ai trước xung kích đến 500 mét, trở thành kiếm thần. Hét dài một tiếng, kiếm ý trên người Hạ Nham bạo phát, giải lụa màu trắng lấy tốc độ nhanh hơn lao nhanh về phía trước, có điều còn không có đi xa, đột nhiên lay động, giống như tiểu xà gặp thần long, cảm giác áp bách to lớn kéo tới, chấn nhiếp không cách nào tiến lên. Đồng tử co rụt lại, vội vàng nhìn qua Diệp Liên, chỉ thấy kiếm ý của đối phương cũng ngừng lại, bị áp bức không ngừng run rẩy. Loại hình dáng này, giống như thánh thú cấp thấp gặp tiên thú. Chuyện gì xảy ra? Hạ Nham sững sờ, bành. Đúng lúc này, kiếm ý lan ra nổ vang, trong nháy mắt nổ thành bột phấn. Phốc! Phun ra máu tươi, vị đệ tử Hạch Tâm mạnh mẽ này nhất thời té ngã trên đất. Hết chương 3592. Chương 3593. Thiên đạo khóa kiếm ý. Đây là kiếm ý nghiền ép. Cố nén thương thế trên người, Hạ Nham đứng dậy. Thân là thiên tài kiếm đạo, đệ tử Hạch Tâm của Lăng Vân kiếm các, lập tức rõ ràng, đây là nhọc nhằn khổ sở tu luyện ra được kiếm ý, bị người khác toàn phương vị nghiền ép, mới xuất hiện tình huống như vậy. Hắn tu luyện chính là kiếm ý vô thượng của kiếm các. Lại bị người khác nghiền ép, đến cùng xảy ra chuyện gì? Diệp Liên, là ngươi. Hạ Nham sầm mặt lại. Lần này đệ tử Hạch Tâm tới khảo hạch, chỉ có hắn cùng Diệp Liên, chẳng lẽ là đối phương tu luyện kiếm ý lợi hại gì, mới làm bản thân kém xa tít tắp. Vội vàng nhìn lại, chỉ thấy kiếm ý ở căn phòng cách vách giường như nhận lấy áp bức, nằm ngang giữa không trung, mềm như rắn, động cũng không dám động. Không phải ta cũng không chịu nổi. Phốc, âm thanh còn không có kết thúc, Diệp Liên phun ra một ngụm máu tươi, kiếm ý đầy trời lập tức tán loạn. Khuôn mặt Hạ Nham trắng bệch, thân thể run rẩy. Kiếm ý là một loại ý cảnh, có người lĩnh ngộ thấp, tự nhiên có người lĩnh ngộ cao. Đương nhiên đây chỉ là ví von, kiếm ý chân chính giống như huyết mạch thánh thú, thấp gặp được cao, sẽ tự động cảm thấy sợ hãi. Huyết mạch áp chế, đánh như thế nào? Hắn cùng Diệp Liên, thân là người nổi bật của kiếm các, lại có người thi triển ra kiếm ý, tùy tiện nghiền ép bọn hắn một chút lực lượng phản kháng cũng không có, đến cùng xảy ra chuyện gì? Là ai nắm giữ loại năng lực này? Ta không tin có người có thể vượt qua ta nhiều như vậy. Hạ Nham cắn răng một cái,
lần nữa gào thét, kiếm ý trong cơ thể lần nữa tuôn ra. Bành! Lần này còn không có hình thành bạch mang, liền cảm thấy một thanh cự kiếm vắt ngang ở trong óc, chỉ cần dám phản kháng sẽ lập tức đánh xuống, để hắn chết không có chỗ chôn. Rầm! Trên đầu toát ra mồ hôi lạnh, Hạ Nham không dám tiếp tục động đậy. Cho tới giờ khắc này, rốt cuộc minh bạch, hắn lĩnh ngộ chút kiếm ý này, cùng đối phương tỉ thí, quả thực chính là ánh nến so sánh hạo nhật. Không ở cùng một khái niệm. Cưỡng ép so sánh mà nói, chỉ biết tự rước lấy nhục. Lúc nào kiếm các toát ra một vị cường giả siêu cấp như vậy? Xem như mấy quái vật trong đệ tử hạch tâm, cũng làm không được. Một màn đồng dạng, cũng phát sinh ở những căn phòng khác. Trong nháy mắt, ở kiếm thần đường, tất cả người tham gia khảo hạch, kiếm ý đều bị áp bức không thể động đậy. Kêu thảm liên tục. Lăng Vân kiếm các, kiếm thư đường. Từng đống thư tịch bày đầy phòng. Vi trưởng lão sửa sang lại không biết bao nhiêu ngày, rốt cục phân loại hoàn chỉnh. Vi trưởng lão vất vả, như vậy khi thẩm tra sẽ thuận tiện hơn nhiều. Một lão giả đi vào. Một vị trưởng lão khác của kiếm thư đường, Giang Nguyên. Đúng vậy, tất cả thư tịch của kiếm thư đường, đều là kiếm ý của các đời tiền bối lưu lại. Mỗi người thiên tư khác biệt, năng lực khác biệt, lĩnh ngộ kiếm ý liền không hoàn toàn giống nhau, sửa sang phân loại lại, quả thực rất khó. Vi trưởng lão duỗi lưng một cái, cười khổ một tiếng. May mắn hoàn thành, bất quá cũng chỉ lần này, nếu để cho ta sửa sang lại lần nữa, không bằng tự sát. Kiếm ý phong tồn ở trong thư tịch, hậu bối muốn học tập, chỉ cần mở ra cẩn thận cảm ngộ, liền có thể trải nghiệm lực lượng của các tiền bối, quả thực rất thuận tiện, nhưng... Kiếm ý chủng loại phong phú, không cố gắng phân loại, một khi cầm nhầm, dễ dàng tạo thành khí tức xâm nhập, cuối cùng vô ích với tu vi, ngược lại có tổn thương rất lớn. Giang Nguyên trưởng lão gật đầu. Người phân loại cặn kẽ như vậy, hơn nữa phía trên còn ghi chú loại hình cùng kiếm pháp, quả thực hao tốn công phu cực lớn, không thể bỏ qua công lao. Đúng vậy, cảm giác con mắt sắp muốn mù. Vi trưởng lão nói. Người trước nhìn, ta đi nghỉ ngơi một hồi. Giang Nguyên trưởng lão lên tiếng, đang muốn bàn giao một câu, đột nhiên biểu lộ cứng đờ. Rầm rầm, âm thanh thư tịch sôi trào, hai người đồng thời nhìn về phía trước, chỉ thấy kiếm thư vừa mới chỉnh lý tốt, giờ phút này tất cả như nhận lấy cái gì triệu hoán, đồng loạt lơ lửng, từng đạo kiếm ý khuấy động, tỏa ra thanh âm đao kiếm va chạm. Thân thể Vi trưởng lão cứng ngắc, cảm giác cả người sắp muốn khóc lên. Thật vất vả chỉnh lý xong, các đại ca, các ngươi nhảy lên làm gì? Dầm. Khiếp sợ không có kết thúc, rất nhiều thư tịch đồng thời hành lễ, hướng về một phương hướng bái xuống, tựa như dân thường thấy được vương giả. Đùng đùng. Sau khi bái xong, thư tịch chỉnh lý tốt lần nữa chất thành một đống, thậm chí ở dưới lực trùng kích, giá sách cũng ngã lăn, cả phòng tràn đầy hỗn loạn. Ta, thao. Mắt tối sầm lại, thân thể Vi trưởng lão run rẩy, suýt chút nữa nhìn không được phun ra một ngụm lão huyết. Là chơi ta đúng không? Thật vất vả sửa sang lại, làm sao bây giờ? Chắc là, có người lĩnh ngộ kiếm ý cấp bậc cao hơn, những kiếm ý phong tồn trong kiếm thư kia tập thể triều bái. Giang Nguyên trưởng lão phản ứng lại, nói. Ta biết, nhưng không tới sớm không tới trễ, vừa chỉnh lý tốt. Vi trưởng lão nắm tóc. Liếc mắt nhìn giá sách cùng thư tịch lộn xộn đầy đất, Giang Nguyên trưởng lão cũng bất đắc dĩ. Nếu không sửa sang lại lần nữa, được rồi, ngươi vẫn là tự sát đi. Vi trưởng lão. Lăng Vân kiếm các, ở trước cánh cửa khổng lồ, hai bóng người lơ lửng giữa không trung. Là hai lão giả thoạt nhìn hơn 50 tuổi. Vị bên trái cầm y đai ngọc, trong lông mi mang theo kiếm khí sắc bén, tựa hồ muốn xé rách thiên địa. Vị bên phải vẻ mặt mượt mà, tràn đầy nụ cười, có chút ôn hòa. Không gian thượng thương củng cố, lực áp bách lớn, Lục Vân trưởng lão hư tiên cảnh cũng không thể phi hành. Hai người nhẹ nhõm huyền phù giữa không trung, thực lực mạnh mẽ có thể xưng kinh khủng. Hà trưởng lão, người ở đây liên tục cảm ngộ hơn 30 năm, có thể cảm ngộ ra tiên tổ lưu lại kiếm ý không? Lão giả vẻ mặt mượt mà cười nói. Kiếm ý của tiên tổ nào có dễ dàng tiếp xúc như vậy? Hà trưởng lão lắc đầu. Ở đây quan sát, chỉ là muốn mượn kiếm ý của tiền bối, áp bức tinh thần của ta, để cho ta lĩnh ngộ kiếm pháp càng thêm tinh thuần mà thôi. Đúng vậy. Thiên tư của tiên tổ, không ai bằng. Lão giả vẻ mặt mượt mà gật đầu, lời còn chưa dứt, đồng dạng sửng sốt, vội vàng ngẩng đầu, nhìn lại cự kiếm trước mắt. Ầm ầm, trường kiếm to lớn không ngừng lay động,
tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ phá không bay đi, cửa chính mấy vạn mét cũng có chút không chịu nổi. Đồng tử hắn co rụt lại. Chuôi cự kiếm này, là tượng trưng của Lăng Vân kiếm các, một khi sụp đổ, năm đại tông môn khác khẳng định sẽ chết cười. Là kiếm ý, tiên tổ lưu lại kiếm ý, hình như cảm ứng được cái gì. Hà trưởng lão cũng nhìn lại, nắm đấm siết chặt. Kiếm ý tiên tổ có thể cảm ứng cái gì? Trưởng lão vẻ mặt mượt mà sửng sốt, lần nữa nhìn lại, đột nhiên thân thể cứng ngắc. Nguy rồi. Dầm. Tiếng nói kết thúc, cự kiếm trước mắt giống như mất đi ủng hộ, không chịu nổi ầm ầm sụp đổ. Đi tới đâu phá tới đó. Đại kiếm như vậy, tự nhiên không phải thật, mà từ nham thạch, gạch ngói, tích tụ thành, sở dĩ có thể sừng sững mấy ngàn năm không ngã, chính là bởi vì trong đó có tiên tổ lưu lại kiếm ý duy trì. Giờ phút này, đạo kiếm ý kia khuấy động, bất cứ lúc nào cũng sẽ phá thể bay ra, tương đương với tảng đá không còn chống đỡ, chỗ nào còn chịu đựng được. Ầm ầm, trường kiếm sụp đổ, cánh cửa khổng lồ cũng không chịu nổi sập xuống, vô số đá vụn tung bay, rơi trên mặt đất, đập ra vô số hố to. Kiếm ý mất đi ràng buộc, vèo một cái, phá không biến mất, không thấy tung tích. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Nhìn phế tích đầy đất, cùng khói mù tung bay, hai vị trưởng lão đồng thời điên rồi. Sơn môn nguy nga hùng vĩ, để các đệ tử kiêu ngạo. Liên hủy như thế. Vẫn không được. Cảm thụ qua tất cả kiếm ý, toàn bộ ở trong đầu vận chuyển một lần, Trương Huyền nhìn bạch mang trước mắt, thủy chung không có vượt qua một mét, buồn bực sắp nổ. Đệ tử của mình, tài năng và học vấn không đến một buổi tối, chỉ học được một chiêu, liền có thể làm ra 499 mét, mà hắn. Từ danh sư đại lục liền mệnh danh thiên tài kiếm đạo, đến nơi đây, một mét cũng không làm được. Mất mặt a hát. Trương Huyền buồn bực, thật không muốn sống nữa. Cứ như vậy đi. Trương Huyền bất đắc dĩ, vừa định thu kiếm mang về, con mắt đột nhiên hoa một cái, có vật gì bắn vào trong óc, tựa như lúc nào cũng có thể xé rách tinh thần của hắn. Hô! Đúng lúc này, trong thư viện bay ra một bản thư tịch. Lạch cạch! Đồ vật xông tới bị bắt lại ở trong đó. Thiên đạo chi thư của ta. Mắt tối sầm lại, Trương Huyền xém ngất đi. Quyển sách này, là Thu Thiện Hiểu Thiên mới được, xem như chỗ dựa cùng át chủ bài lớn nhất, vì khôi phục thương thế. Tình nguyện đi đánh thi đấu công khai, uống nước hồ lô tắm cũng không muốn dùng. Giờ phút này vậy mà đột nhiên chạy đến nhốt thứ gì đó. Lãng phí hết. Một hồi đau lòng kịch liệt, suýt chút nữa dừng lại hô hấp. Có cần hố như vậy hay không? Vốn còn nghĩ, có thông thần ngọc phù của Lăng Vân kiếm các, hảo hảo dạy dỗ tông chủ, trưởng lão. Một chút, không còn thiên đạo chi thư, bạo dạn ra tay như vậy, đoán chừng không cách nào sống đi gặp mặt trời ngày mai. Dù thông thần ngọc phù có thể che giấu thân phận, nhưng đây là mạng máy tính cục bộ, quản trị mạng muốn kiểm tra ID, có lẽ còn rất dễ dàng. Là thứ đồ gì, lãng phí bảo bối của ta. Tức đến nghiến răng, Trương Huyền lại không để ý tới tiếp tục kiểm tra chiều dài kiếm ý, vội vàng thu kiếm khí về, tinh thần khẽ động, mở thiên đạo chi thư ra. Chỉ thấy trong thư tịch, một đạo kiếm ý tinh thuần không ngừng dạo chơi, giống như kim ngư đi vào vải cá. Chỉ là thứ này. Tâm Trương Huyền càng đau. Suy nghĩ cả nửa ngày, một mét cũng không có đi đến, liền đủ tâm tắc, nằm mơ cũng không nghĩ đến, át chủ bài lớn nhất, lãng phí ở trên cái này. Đạo kiếm ý này, cùng trong cự kiếm ẩn chứa, có chút tương tự a. Tràn đầy buồn bực, Trương Huyền nhìn kỹ, phát hiện thứ này có cảm giác đã từng quen biết. Vừa định đưa ngón tay tới, cảm ngộ thoáng cái, liền nghe ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa dồn dập. Trương Huyền tiểu huynh đệ. Người không sao chứ? Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cửa phòng không ngừng lay động, hình như bản thân không ra ngoài, Lục Vân trưởng lão cùng Thiện Hiểu Thiên sẽ xông tới. Ta không sao. Thấy bọn họ gấp gáp như vậy, Trương Huyền đành phải từ bỏ tiếp tục quan sát, nhấc chân đi ra ngoài. Hết chương 3593. Chương 3594. Thời điểm ngươi khảo hạch có kiếm. Mở cửa phòng. Lập tức nhìn thấy Lục Vân trưởng lão cùng Thiện Hiểu Thiên tràn đầy khẩn trương nhìn tới. Làm sao vậy? Thấy bộ dáng của bọn hắn, Trương Huyền nhíu mày. Chẳng phải khảo nghiệm một lát ư, còn khẩn trương như vậy. Ngươi không bị thương. Thấy hắn bình yên vô sự, Lục Vân trưởng lão thở phào nhẹ nhõm, tràn đầy nghi ngờ. Bị thương? Trương Huyền yên lặng. Kiểm tra kiếm ý, còn bị thương sao? Chẳng lẽ kiểm tra kiếm ý còn có kỹ xảo gì bị thương? Không bị thương liền làm không xa. Không phải, ngươi nhìn.
Thấy lão sư ngỡ ngàng, Thiện Hiểu Thiên gãi đầu một cái, chỉ bốn phía. Trương Huyền ngẩng đầu nhìn lại, sau khi xem xét, không khỏi ngẩn ngơ. Chỉ thấy gian phòng kiểm tra bốn phía, mỗi một tu luyện giả đi ra đều hộc máu, khuôn mặt trắng bệch, giống như tinh khí thần bị nghiền ép. Trương Huyền ngẩn ngơ, kiểm tra kiếm ý. Cần khoa trương như vậy sao? Vừa rồi hình như ngươi không có hộc máu a hát. Trương Huyền nhìn không được nhìn qua. Thời điểm Thiện Hiểu Thiên khảo nghiệm không có hộc máu, sao nhiều người lại bị? Không phải nguyên nhân khảo nghiệm, là vừa rồi thời điểm khảo nghiệm, đột nhiên xuất hiện một đạo kiếm ý cực kỳ cường đại. Những người khác bởi vì quá yếu, nhận lấy áp chế, mới xuất hiện loại tình huống này. Lục Vân trưởng lão nói. Hắn thân là trưởng lão ngoại môn, đối với kiếm pháp lĩnh ngộ cực cao, biết cũng nhiều, dù không tiến vào khảo nghiệm, nhưng cỗ kiếm ý kia mạnh mẽ, vẫn rõ ràng cảm nhận được. Giống như giao long bao quát chúng sinh, ở đây nhiều đệ tử lĩnh ngộ kiếm ý như vậy. Ở trong mắt đối phương, đều như sâu kiến. Kiếm ý mạnh mẽ, chẳng lẽ, có thể đi đến cấp bậc kiếm thần. Trương Huyền sững sờ, nhịn không được nhìn tới. Đâu chỉ như vậy, đáng sợ có thể đi đến 10 dặm. Lục Vân trưởng lão gật đầu. Hắn chưa bao giờ thấy qua thập lý kiếm thần, nhưng lịch sử tông môn ghi chép lợi hại nhất chính là chỉ số như vậy, vừa rồi cảm giác áp bách. Một đạo kiếm ý khiêu chiến tất cả mọi người, không có người có thể chống lại. Đủ để chứng minh mạnh mẽ. Đoán chừng cho dù không phải thập lý kiếm thần, cũng không kém nhiều. Còn cao hơn, nghĩ cũng không dám nghĩ. Dù sao Lăng Vân kiếm các mấy ngàn năm lịch sử, vượt qua cấp bậc này, một vị cũng không có xuất hiện qua. Thập lý kiếm thần. Trương Huyền líu lưỡi, trong mắt thả ra tinh quang. Trưởng lão có biết là vị nào không? Hắn ngay cả một mét cũng không đạt tới. Nhưng đối phương có thể để cho kiếm ý đi đến 10 dặm. Thực lực mạnh mẽ có thể xưng kinh khủng. Loại nhân vật này, nhất định phải nhìn một chút. Trước đó còn nghĩ, dựa vào hắn cùng cấp bậc vô địch, đi vào thông thần điện, liền lập tức quét ngang, tới cái ngoại hiệu hoành tảo thiên nhai, hiện tại xem ra, sợ là không dễ dàng như vậy. Ta khinh lão nhai. Thập lý kiếm thần A Hát. Đây chính là tuyệt thế thiên tài có thể ngộ nhưng không thể cầu. Coi như mình gặp được thập lý kiếm thần, đoán chừng cũng phải quỳ. Không biết. Lục Vân trưởng lão lắc đầu. Kiểm tra kiếm ý, trừ khi tận mắt nhìn thấy, cầm được ngọc bài, cũng chỉ có liền nhau mới có thể nhìn thấy thành tích từng người, người ngoài không có khả năng biết. Đúng rồi, vừa rồi ngươi kiểm tra, thành tích là bao nhiêu? Nhìn không được nhìn lại. Hắn đối với Trương Huyền vẫn còn có chút tò mò. Thiện Hiểu Thiên đối với hắn nói gì nghe nấy, coi như hai người là bạn tốt. Cũng không đến mức nghe lời như vậy. Mấu chốt nhất là, Tào Thành Lập cùng Dịch Lão cũng vô cùng tôn trọng. Chỉ bất quá Trương Huyền vẫn luôn rất biết điều, hỏi mánh khóe cũng không tìm hiểu ra, làm việc lại có lúc mơ mơ hồ hồ, hình như đối với đại lục không ít chuyện, là hoàn toàn không biết gì cả, liền không hỏi tới nữa. Lần này nhất định muốn tới kiểm tra, hắn cũng là mang theo tâm tư khảo nghiệm mới đáp ứng. Nếu không, người người đều muốn tới kiểm tra. Xem như trưởng lão ngoại môn cũng chi không nổi tiền, tốn hao tinh lực a hát. Ta, mặt Trương Huyền thoáng cái xanh biếc. Không đề cập tới việc này, chúng ta vẫn là bạn bè. Ngươi không nói ta nhìn một chút liền biết. Thấy hắn không muốn nói, Lục Vân trưởng lão lắc đầu, đẩy cửa đi vào, một lát sau, cầm một cái ngọc bài đi ra, phía trên viết thành tích đối phương vừa mới khảo nghiệm. Mỉm cười, cúi đầu nhìn lại, liếc mắt nhìn, khóe miệng co giật. Hai thước năm, không đến, một mét. Lục Vân trưởng lão xấu hổ. Khó trách đối phương không muốn nói, thành tích này, quả thực nói không nên lời. Thiện Hiểu Thiên liếc mắt nhìn, lần nữa nhìn về phía lão sư, ý khâm phục càng đậm. Lão sư một mực nói mình khiêm tốn, vốn cho rằng là ngoài miệng nói một chút, nhìn thấy giờ mới hiểu được, là thật khiêm tốn a hát. Tùy ý truyền thụ bản thân kiếm pháp, cũng có thể làm ra 499 mét, bản thân đi lên. Ngay cả một mét cũng không tới. Cái này cần trái tim mạnh mẽ bao nhiêu, phẩm chất cao thượng cỡ nào, không quan tâm danh dự cỡ nào. Lão sư chính là lão sư. Không hề sốc nổi giống như mình. Bản thân rõ ràng không làm được, ngược lại giả vờ giả vịt. Là thật ngượng ngùng a hát. Thấy cái tên này lấy ra ngọc bài, ngay ở trước mặt đồ đệ bêu xấu, Trương Huyền hận không thể đập đầu chết. Danh sư đại lục thu nhiều đồ đệ như vậy, cũng không có mất mặt qua như vậy. Trở về đi. Lục Vân trưởng lão đánh vỡ xấu hổ. Vừa rồi nhìn thấy nhiều người hộc máu, chỉ vị này không có việc gì,
còn nghĩ có phải hắn chính là vị thập lý kiếm thần kia hay không, nhìn thấy ghi chép trên ngọc bài mới hiểu được. Cả nghĩ quá rồi. Ngay cả một mét cũng chưa tới, tương đương với không có, không có kiếm ý, tự nhiên không cảm ứng được đối phương mạnh mẽ, sẽ không bị thương. Còn đến cùng ai là kiếm thần, hắn chỉ là trưởng lão ngoại môn, cấp độ quá cao đã tiếp xúc không tới, tra hỏi như thế nào, tự nhiên sẽ có cao tầng tông môn quyết định. Lần nữa trở lại chỗ ở, Lục Vân trưởng lão xoay người cáo từ. Thiện Hiểu Thiên khảo hạch xong, hắn còn muốn mang theo ngọc bài đi trưởng lão hội, hỗ trợ xin lệnh bài đệ tử nội môn, mới nhập môn có thể kiếm ý lan ra 499 mét, tông môn ban thưởng có thể tưởng tượng được. Có lẽ có thể nhờ vào đó, đột phá ràng buộc hiện tại, tấn cấp thực lực cao hơn, từ đó trở thành trưởng lão nội môn. Ngồi thánh thú phi hành một đường bay nhanh, thời gian không dài đi tới trưởng lão điện. Còn chưa tới trước mặt, liền thấy mấy vị trưởng lão quen thuộc, tất cả đều gấp gáp chạy tới. Mấy vị này đều là trưởng lão nội môn, từng cùng hắn là bạn, chỉ bất quá đột phá đạo ràng buộc kia, tấn cấp thực lực cao hơn, tiếp xúc liền càng ngày càng ít. Mộc trưởng lão, gấp gáp như vậy làm gì? Xảy ra chuyện gì sao? Nhìn mỗi người đều vội vã, vẻ mặt lo lắng, Lục Vân trưởng lão nhìn không được ngăn lại một vị trước đó quan hệ tốt nhất, mở miệng hỏi. Xảy ra chuyện lớn như vậy, ngươi không biết. Mộc trưởng lão là một lão nhân hơi khô gầy, râu màu xanh, mặc trường bào màu xám nhạt. À, cũng đúng, ngươi chỉ là trưởng lão ngoại môn, là không có tư cách tham gia hội nghị trưởng lão, không biết cũng rất bình thường. Lục Vân trưởng lão xấu hổ. Không nên tức giận, ngươi cũng biết, ta nói chuyện từ trước tới nay thẳng như vậy, có cái gì thì nói cái đó. Mộc trưởng lão mặt không hề cảm xúc. Đại trưởng lão Hà Thiên. Ngươi nghe nói qua chứ? Ừm. Lục Vân trưởng lão gật đầu. Hà Thiên là trưởng lão hạch tâm nhất của tông môn, hơn nữa còn là đại trưởng lão, thời điểm tông chủ không ở tông môn, nắm giữ quyền xử lý mọi chuyện. Không biết cũng không quan hệ, không cần xấu hổ, dù sao thân phận của ngươi bày biện ở nơi đó, không cần thiết cứng rắn chống đỡ. Mộc trưởng lão nói tiếp. Khụ khụ, ngươi vẫn là nói chuyện của Hà Thiên trưởng lão gì đi. Biết vị bằng hữu này nói chuyện hay làm nhảm, thật không có ác ý, Lục Vân trưởng lão vội vàng cắt đứt. Là như vậy, Hà trưởng lão vừa đưa tin, nói sơn môn cùng cự kiếm sập. Mộc trưởng lão gật đầu. Người cấp bậc quá thấp, không có tư cách đạt được thông báo. Sơn môn sập. Phía sau đối phương nói, Lục Vân trưởng lão không có nghe tiếp, mà mở to hai mắt nhìn. Sơn môn cùng cự kiếm, là tượng trưng của Lăng Vân kiếm các. Đại biểu cho Lăng Ân chi chí, thẳng phá cửu thiên. Sập. Đối với uy nghiêm của tông môn, sẽ là tổn thương rất lớn. Tại sao lại sập? Cắt đứt đối phương nói, vội vàng nhìn qua. Ta cũng không biết, vừa rồi có một cỗ kiếm ý cường đại vô song đột nhiên xuất hiện, người hẳn cũng cảm nhận được, hình như đạo kiếm ý này trao đổi với kiếm ý trong cự kiếm, vì vậy dẫn đến sụp đổ. Mộc trưởng lão cũng không hiểu ra sao, lắc đầu. Được rồi, không nói chuyện này. Hiện tại ta phải đi tham gia trưởng lão hội, không cùng ngươi trò chuyện. Nói xong, đầu cũng không quay, thời gian nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Cái tên này, vẫn giống như trước kia, một chút cũng không thay đổi. Lục Vân trưởng lão bất đắc dĩ. Cái tên này bởi vì miệng tiện, đắc tội không ít người, không nghĩ tới nhiều năm không thấy, vẫn giống như trước kia, nói chuyện không lọt tai như vậy. Bất quá trải qua miệng của hắn, cũng biết sơn môn sập. Cái tin tức này nghe rợn cả người. Kiếm ý, chẳng lẽ là vị thập lý kiếm thần vừa rồi kia? Trong lòng hơi động, cỗ kiếm ý kia, hắn cũng rõ ràng cảm nhận được, biết bất phàm, thật không nghĩ đến bất phàm như vậy. Ngay cả kiếm ý khóa lại trong cự kiếm cũng có thể câu thông. Đến cùng là ai? Các trưởng lão đều đang họp, bây giờ ta đi qua báo đệ tử nội môn khảo hạch, có thể không thích hợp hay không? Tất cả mọi người thảo luận việc lớn. Hắn một trưởng lão ngoại môn, đột nhiên xông vào, chỉ vì báo một đệ tử nội môn, dường như không quá phù hợp. Mặc kệ, vẫn đi vào một chuyến A, Thiện Hiểu Thiên lần đầu tiên kiểm tra, khoảng cách 499 mét, mạnh hơn rất nhiều đệ tử hạch tâm không biết bao nhiêu lần, quan trọng là hiện tại tu vi của hắn mới cổ thánh nhất trọng. Tất cả trưởng lão đều ở đây, khẳng định sẽ càng thêm coi trọng, ta được ban thưởng sẽ càng nhiều. Chần chờ một chút, Lục Vân trưởng lão nghiến răng. Trưởng lão nhiều. Cũng được, hắn báo chính là thiên tài chân chính, cũng không phải giả gì, có lẽ có thể bởi vậy đạt được coi trọng càng lớn. Lại không giàu dĩ, vội vã bay về phía trưởng lão điện.
Lục Vân trưởng lão đi trưởng lão điện, Trương Huyền nhìn đệ tử trước mắt, kìm nén không được nghi ngờ trong lòng. Ngươi, là làm sao để kiếm ý ra hơn 400 mét? Hắn ngay cả 1 mét cũng chưa tới, nhưng học sinh nửa vời có thể làm được xa như vậy, thực sự không nghĩ ra. Ta, nghe lão sư hỏi thăm, Thiện Hiểu Thiên xấu hổ. Ta dùng kiếm pháp lão sư truyền thụ, trực tiếp ném thanh kiếm kia ra ngoài, cũng không nghĩ tới kiếm ý sẽ chạy xa như vậy. Vứt kiếm, chiêu kiếm ý này quả thực không kém. Chờ một chút. Khóe miệng Trương Huyền co giật, nhìn lại. Ngươi nói, thời điểm ngươi khảo hạch, có kiếm. Hết chương 3594. Chương 3595. Trương Huyền tẩu hỏa nhập ma. Đương nhiên là có kiếm AH, không có kiếm làm sao thi triển kiếm ý, tiến hành khảo hạch. Tiếng nói không có kết thúc, con mắt Thiện Hiểu Thiên đột nhiên trợn tròn, miệng co lại. Sau khi ta vào phòng, ném kiếm đi mất, lão sư sẽ không có kiếm liền khảo nghiệm chứ. Hắn bởi vì thi triển kiếm pháp bình thường, không cách nào phát huy ra kiếm ý mạnh mẽ, cho nên. Đi vào phòng không lâu, liền ném trường kiếm đi, bởi vì phía trước không có tường, kiếm cũng không biết bay đi đâu, không có cách nào thu về. Lúc đó không nghĩ nhiều như vậy, lão sư đột nhiên hỏi như thế, để hắn triệt để bối rối. Không có kiếm làm sao thi triển kiếm ý. Này giống như bắt trâu được phát sữa. Sữa cũng không có, làm sao vắt. Nhưng dù vậy, lão sư đồng dạng có thành tích, làm ra 2/3 mét. Tương đương với bát châu được phát ra gần nửa thùng sữa. Làm sao làm được? Thiện Hiểu Thiên muốn điên rồi. Khụ khụ. Thấy hắn xác nhận, Trương Huyền đau ngực. Con mẹ nó, người khác đều là hố cha, người đây là hố lão sư AH. Làm sao thua một đệ tử không đáng tin cậy như vậy? Khó trách làm sao cũng không vượt qua 1 mét, náo loạn nửa ngày, chuyện như vậy. Chuyện này không cần truyền đi, ta muốn bế quan tu luyện. Biết nói tiếp, Tôn Nghiêm sư đạo không còn sót lại chút gì, Trương Huyền khoát tay áo, không tiếp tục để ý đối phương, xoay người trở về gian phòng của mình. Điều chỉnh một hồi, áp chế buồn bực trong lòng xuống, ngón tay điểm một cái, thiên đạo chi thư lại xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Lãng phí một quyển sách, ngăn lại một đạo kiếm ý. Ngược lại muốn xem đến cùng chuyện gì xảy ra. Nhẹ nhàng mở sách ra, lần nữa nhìn thấy đạo kiếm ý kia trườn ở trong đó, nhẹ nhàng điểm một cái. Hô! Một cỗ lý giải kiếm đạo, theo đầu ngón tay đi vào mi tâm, trong tích tắc liền xâm nhập thức hải, tựa hồ muốn căng nứt đầu của hắn, đồng thời một âm thanh giống như hoàng trung đại lữ lập tức vang vọng trong óc. Kiếm đạo, kiếm chi đạo vậy, không thuộc về thiên địa đại đạo, mà là con người sáng lập ra một loại đạo. Âm thanh vang lên, Trương Huyền nghe một hồi, lập tức chìm đắm trong đó. So sánh với kiếm đạo này, trước đó hắn tu luyện thiên đạo kiếm pháp, quả thực chính là trò trẻ con, tiểu vu gặp đại vu. Tuy không sai, nhưng hắn luyện nhiều nhất là thiên đạo ở danh sư đại lục công nhận không sai, ở trước mắt kiếm pháp này, trăm ngàn chỗ hở. Giống như người tiểu học học kiến thức lại chuẩn xác, đến đại học, liền nhất định chính xác ư. Chưa hẳn. Định luật Newton. Để cho người ta tín ngưỡng 300 năm, đồng dạng bị nghi ngờ, cuối cùng xuất hiện thuyết tương đối. Cổ đại, trời tròn đất vuông, người người đều cho rằng là chân lý, sau đó là lý thuyết trái đất ở trung tâm vũ trụ. Sau đó, phát hiện mặt trời là trung tâm, đồng dạng buồn cười. Kiến thức tiến bộ, thiên đạo cũng như vậy. Cái gọi là chân lý, trăm năm sau có lẽ chính là chuyện cười. Mấy trăm năm trước, tất cả mọi người cho rằng, không thể có đồ vật tốc độ vượt qua âm thanh, bây giờ thì sao? Thiên đạo của danh sư đại lục công nhận, kiếm pháp không có chút nào sai lầm, ở thượng thương, cũng không phải như vậy. Khó trách, cho dù ta tu luyện thiên đạo công pháp, cũng không cách nào thích ứng linh khí thượng thương, nguyên lai đối với thiên đạo thượng thương mà nói, ta tu luyện công pháp không có chính xác như vậy, thậm chí trăm ngàn chỗ hở. Nói như vậy, mỗi thiên đạo đều có đúng sai thuộc về mình, như vậy đến cùng cái gì là thật, cái gì là giả? Thân thể chấn động, Trương Huyền có chút mê man. Mỗi quốc gia có luật pháp riêng, ở quốc gia này, có thể là phạm pháp, sẽ bị xử bắn, nhưng ở quốc gia khác, làm chuyện giống vậy, khả năng không những không có việc gì, sẽ còn được khen ngợi, giống như hút và buôn bán ma túy, ở đa số các quốc gia trên thế giới là tội tử hình, nhưng tới Triều Tiên và một số nước trồng thuốc phiện lại được khuyến khích ca ngợi. Chẳng lẽ thiên đạo cũng như vậy? Thiên đạo của danh sư đại lục cho rằng chính xác. Thiên đạo thượng thương chưa hẳn công nhận. Chẳng lẽ ta tự tu luyện, đều là sai. Trong đầu đau đớn, Trương Huyền không biết làm sao.
Từ 2 năm trước bắt đầu tu luyện, một mực tin tưởng thiên đạo công pháp không nghi ngờ, nội tâm một mực tin tưởng vững chắc, chính xác vô cùng, bây giờ lại đột nhiên phát hiện, chỉ là thiên đạo ở danh sư đại lục cho rằng chính xác, cũng không phải là chân chính chính xác. Để hắn lâm vào khủng hoảng. Công pháp trong cơ thể vừa định vận chuyển, liền trở nên hoảng hốt, tựa như có thanh âm đang không ngừng nhắc nhở, đây là sai. Võ kỹ vừa định thi triển, đồng dạng có âm thanh vang lên, sai, sai, đều là sai. Con mắt lập tức đỏ lên, trên đầu hơi nước sôi trào, chân khí trong cơ thể không ngừng lay động, tựa như sắp nổ tung, bất cứ lúc nào cũng sẽ không chịu nổi. Nếu có người thấy cảnh này, tất nhiên sẽ rõ ràng. Tẩu hỏa nhập ma. Trương Huyền một mực tu luyện thiên đạo công pháp, vậy mà đi tới thượng thương, không đến nửa tháng, liền lâm vào cảnh giới tẩu hỏa nhập ma. Hơn nữa nhìn bộ dáng, bất cứ lúc nào cũng sẽ không chịu nổi, triệt để sụp đổ. Ầm ầm. Kèm theo ý niệm hắn không hiểu, toàn bộ thiên đạo thư viện không ngừng đung đưa, hình như đã trải qua động đất, bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Hắn nghi ngờ chân khí trong cơ thể, chẳng khác nào đang chất vấn thiên đạo thư viện, nghi ngờ tất cả kiến thức trước kia. Phốc, thư viện chấn động, thân thể không chịu nổi, phun ra một ngụm máu tươi. Ông, ngay thời điểm nội tức hắn hỗn loạn, chân khí điên cuồng, bất cứ lúc nào cũng sẽ không chịu nổi. Trên cổ mang theo một sợi dây chuyền đột nhiên tỏa ra quang mang ôn nhuận, bao phủ hắn ở bên trong. Bị ánh sáng này bao phủ, tâm cảnh hoảng loạn lập tức trầm ổn, con mắt Trương Huyền chậm chậm khôi phục như lúc ban đầu. Thư viện lay động phảng phất như bị một loại lực lượng nào đó trấn an, triệt để ổn định. Ý thức thanh tỉnh, phảng phất như đạt được một loại hiểu ra nào đó, trước đó lo nghĩ đã nhìn rõ ràng hơn. Thì ra là thế, cũng không phải sai lầm, mà là có vật tham chiếu. Trở nên càng thêm vĩ mô, nhìn vấn đề càng thêm toàn diện. Người mù sờ voi, mò tới bắp đùi, nói voi là cây cột, mò tới cái bụng nói là mặt tường, mò tới đuôi nói là con rắn. Sai sao? Nhằm vào người đó mà nói, không sai, nhưng đáp án chân chính là sai. Đây là dùng tầm mắt và kiến thức càng rộng hơn đối đãi một vấn đề. So sánh thiên đạo của danh sư đại lục với định luật Newton mà nói, thiên đạo thượng thương chính là thuyết tương đối. Thích hợp với phạm vi càng lớn, giải thích rõ ràng vì sao cơ học ở vĩ mô vũ trụ sinh ra nghịch lý. Lấy một thí dụ, dựa theo định luật Newton phân tích, một đoàn tàu lửa lấy tốc độ 1/3 tốc độ ánh sáng tiến lên, người ngoài nhìn ánh đèn trên xe, tốc độ ánh sáng nhất định sẽ tăng tốc, gấp 3-4 lần trước đó. Mà sự thật là, tốc độ ánh sáng cố định không thay đổi, bất luận tốc độ xe lại nhanh như thế nào, kết quả khảo nghiệm cũng sẽ hoàn toàn tương đồng. Trước đó là quy luật chính xác. Vào lúc này đã không thể dùng, nhưng cẩn thận nói ra, lại không có sai lầm, chỉ là liên lụy đến thế giới càng thêm hùng vĩ, cùng với kiến thức càng thâm ảo hơn. Giống như kiếm ý này. So với trước đó hắn lĩnh ngộ cao minh hơn không biết bao nhiêu, cũng không phải trước kia kiếm pháp của hắn sai lầm, mà là kiếm ý này đứng ở chỗ cao hơn. Nhìn cũng rõ ràng hơn. Thì ra là thế. Trong lòng hiểu ra, đạo kiếm ý này cùng cả người hắn triệt để dung hợp, lý giải đối với kiếm đạo càng thêm cường đại. Trước đó cái gọi là tốc độ chân giải, tấn công chân giải, phòng ngự chân giải. Như nước chảy dung hợp ở trong đầu, không phân lẫn nhau. Khó trách danh sư đại lục, không người có thể học rất nhiều chân giải, dung hợp lại với nhau, bởi vì rất nhiều thuộc tính hoàn toàn khác biệt. Nguyên lai không phải thiên tư, mà là đứng ở độ cao quá thấp. Lý giải kiếm đạo tiến thêm một bước, Trương Huyền giật mình. Trước đó ở danh sư đại lục, phụ thân từng đặc biệt nói qua. Lĩnh ngộ hai loại chân giải rất ít người, ba loại, hầu như không tồn tại, chớ nói chi là có thể dung hợp. Trước đó vẫn cho rằng không làm được, là bởi vì thiên phú, không có thư tịch đối ứng. Hiện tại xem ra, ở danh sư đại lục, quả thực không hoàn thành được, cùng thiên phú không quan hệ, mà là độ cao chưa đủ. Newton, có thể phát hiện định luật vạn vật hấp dẫn, là bởi vì táo đập ở trên đầu. Không đúng, là bởi vì hắn đứng ở trên bả vai cự nhân. Trước mặt hắn có vô số nhà khoa học, kiến thức đã tích tụ đến trình độ này, chỉ thiếu hắn đẩy cửa ra. Ông, lĩnh ngộ rất nhiều chân giải ở trong người hoàn mỹ dung hợp, khí tức cả người nhanh chóng tăng lên, giống như biến thành một thanh trường kiếm sắc bén, bất luận thân thể, chân khí hay linh hồn đều được rèn luyện to lớn. Quá tốt rồi, lĩnh ngộ loại kiếm đạo này, ta có thể chân chính cùng cấp bậc vô địch. Trước đó, thông thần điện không người có thể chặn. Là bởi vì loại địa phương như Tinh Diệu Thành quá mức xa xôi. Đi vào Lăng Vân Kiếm Các, cảm nhận được ý cảnh ở Sơn Môn mới hiểu được, thực lực cũng không mạnh như tưởng tượng.
Mà giờ khắc này, triệt để dung hợp kiếm đạo chân giải, coi như thập lý kiếm thần thật xuất hiện, cùng cấp bậc cũng chưa chắc có thể là đối thủ. Ông, kiếm ý cùng hắn triệt để dung hợp, bị hắn lĩnh ngộ, thiên đạo chi thư giống như khói mỏng thiêu đốt, sau một khắc liền mất đi tung tích. Không những không chịu thiệt, còn kiếm lời. Nhẹ nhàng cười một tiếng, Trương Huyền mở mắt ra. Vừa rồi vẫn cảm thấy thiên đạo chi thư bị lãng phí, buồn bực muốn chết, chân chính lĩnh ngộ đạo kiếm ý này, tựa như thoáng cái nhảy tới bả vai cự nhân. Lúc này mới hiểu được, không những không có lãng phí, ngược lại kiếm lợi lớn. Nếu không chỉ bằng vào hắn đi lĩnh ngộ loại kiếm ý cấp bậc này, 10 năm, 100 năm, cũng chưa chắc có thể làm được. Nhược Hy, cảm ơn. Cầm dây chuyền ở trong lòng bàn tay, Trương Huyền mỉm cười. Vừa rồi tẩu hỏa nhập ma, ý thức hỗn loạn, thư viện suýt chút nữa không chịu đựng được, thời khắc mấu chốt là dây chuyền của Nhược Hy bảo vệ một mạng. Đối phương có thể đặt Xuân Thu Đại Điển ở trong thư viện, có thể đã sớm đoán ra, bản thân sẽ xuất hiện loại tình huống này hay không. Sớm làm ra dự đoán. Cúi đầu nhìn lại, trong mặt dây chuyền, đỏ tươi giống như huyết dịch, vẫn sặc sỡ lóa mắt, lại không biết vì sao, cảm giác dường như so với trước kia ảm đạm hơn một chút. Ngươi đến cùng có thân phận gì? Biết thư viện, hơn nữa dự đoán đến loại tình huống này, Nhược Hy đến cùng là ai? Không thể chậm trễ, nhất định phải tìm tông chủ, trưởng lão khiêu chiến, nhanh tìm hiểu tin tức của Linh Thần Cung. Nghiên cứu phút chốc, Minh Lý Chi Nhãn, thư viện đều không thể tra được dây chuyền, không có bất kỳ biện pháp nào, Trương Huyền kìm nén không được, đứng dậy đi ra ngoài cửa. Tào Thành Lập, ta cho ngươi nhiệm vụ thứ nhất, đi tìm hiểu một chút. Làm sao đạt được thông thần ngọc phù của Lăng Vân kiếm các, thuận tiện lấy tới mấy cái. Trở lại sân trong, tìm tới thuộc hạ chủ động hiệu chung, Trương Huyền đưa ra nhiệm vụ thứ nhất. Hết chương 3595. Chương 3596. Khổng sư, 1. Trưởng lão điện, tất cả trưởng lão nội môn trở lên của kiếm các ngồi vây quanh ở trong gian phòng, bầu không khí ngưng trọng. Kiếm thư đường, thật vất vả chỉnh lý tốt thư tịch, cảm ứng được kiếm ý. Đồng thời xuất hiện động tác triều bái, từ trên giá sách đổ sụp xuống. Vi trưởng lão nói, tổ sư khai phái lưu lại cự kiếm, triệt để sụp đổ, dẫn đến sơn môn cũng không chịu nổi. Lão giả vẻ mặt mượt mà nói, rất nhiều đệ tử tới kiếm thần đường khảo nghiệm, kiếm ý trong cơ thể tất cả đều bị áp bức, bị thương. Lại một vị trưởng lão ôm quyền. Chắc hẳn chư vị đối với chuyện phát sinh, đều có tìm hiểu nhất định. Đợi mọi người báo xong chuyện phát sinh. Hà trưởng lão đứng dậy, nhìn quanh một vòng. Vâng, mọi người gật đầu. Lăng Vân kiếm các ta, từ khi thành lập đến nay, trừ tổ sư khai phái, có thể lĩnh ngộ thần chi kiếm ý, còn lại hậu bối cực kỳ có thiên tư, cũng nhiều nhất chỉ có thể để kiếm ý 10 dặm. Hiện tại, có người lĩnh ngộ kiếm ý của tiên tổ, để cự kiếm không chịu nổi, tất cả kiếm thư thần phục. Chư vị, có gì muốn nói không? Hà trưởng lão nói, xuất hiện dạng thiên tài này, là chuyện may mắn của Lăng Vân kiếm các ta. Năm đó tổ sư khai phái đột nhiên xuất hiện, một trận chiến vang danh thiên hạ, từ thần điện cướp đoạt nửa chữ, như vậy mới có kiếm thần đường, mới có danh xưng kiếm thần này. Một vị trưởng lão đứng dậy, tràn đầy kích động. Mấy ngàn năm qua, hậu bối đều muốn khôi phục vinh quang, đáng tiếc một mực không có tạo thành, hiện tại có người lĩnh ngộ kiếm ý của tiền bối, chứng minh kiếm các ta lần nữa quật khởi, chỉ là vấn đề thời gian. Không sai. Sáu đại tông môn, cho dù có thể câu thông trục tinh cung của thần linh, nhưng tông môn không dám dùng chữ thần, duy chỉ kiếm các ta có kiếm thần đường. Hiện tại, có người đồng dạng lĩnh ngộ thần chi kiếm ý, chỉ cần hào hảo bồi dưỡng, kiếm các ta có lẽ có thể bù đắp nửa chữ, kiếm các vô cùng có khả năng trở thành kiếm thần các, sánh vai với thông thần điện. Vì nửa chữ này, kiếm các ta vô số hậu bối, anh dũng phấn đấu, hao hết máu tươi, từ đầu đến cuối không có thành công, hiện tại đã thấy hy vọng. Mấy vị trưởng lão đồng thời đứng dậy, từng cái tràn đầy kích động. Lĩnh ngộ thần chi kiếm ý, mới có thể từ thần điện cướp đoạt nửa chữ còn lại, để tông môn mang theo chữ thần. Đây là vinh dự của cả kiếm các ta. Hà trưởng lão gật đầu, nắm đấm không tự chủ được siết chặt. Di khí đại lục, là địa phương thần linh vứt bỏ, muốn thu hoạch được thần linh công nhận, chỉ có một phương pháp, đó chính là thu hoạch được thần linh ban chữ. Lăng Vân kiếm các. Là duy nhất trong sáu đại tông môn được ban chữ, chỉ bất quá. Nửa chữ, không có tư cách đặt ở trên tông môn, chỉ có thể đặt ở một cung điện kiểm tra bình thường. Hắn đứng ở trước sơn môn hơn 30 năm, chẳng phân biệt nóng lạnh, chính là vì trải nghiệm tiên tổ ý vị, nắm giữ loại kiếm ý thiên hạ vô địch kia.
Đáng tiếc, Thủy Chung không bắt được trọng điểm. Hiện tại có người thành công, cho dù không phải hắn, đối với toàn bộ tông môn mà nói, cũng là chuyện may mắn lớn nhất. Truyền lệnh xuống, lập tức tỉ mỉ điều tra, cỗ kiếm ý này, đến cùng là ai lĩnh ngộ. Tra ra người này, lập tức trình báo, không được sai sót. Hà trưởng lão dặn dò. Mặt khác, chuyện này thuộc về cơ mật tuyệt đối, ai cũng không thể truyền ra ngoài, nếu như có tiết lộ, coi là phản bội tông môn, gặp phải kiếm các tru sát. Vâng. Mọi người biến sắc. Hà trưởng lão gật đầu. Tản đi đi, lặng lẽ đi thăm dò là vị đệ tử nào, ai điều tra ra trước, ta sẽ báo chuyện này cho tông chủ, để lão nhân ra tự mình ban thưởng. Tông chủ tự mình ban thưởng. Con mắt mọi người đỏ lên. Tông chủ thực lực sâu không lường được, hắn tự mình ban thưởng, chỗ tốt lớn không cần nghĩ cũng biết. Thời điểm mọi người ở đây tràn đầy kích động, một giọng nói vang lên. Hà trưởng lão, trưởng lão ngoại môn Lục Vân cầu kiến. Lục Vân. Hà trưởng lão nhíu mày. Lăng Vân kiếm các có rất nhiều trưởng lão ngoại môn địa vị quá thấp, cơ bản không có tư cách gặp mặt. Chuyện gì? Hắn nói phát hiện một thiên tài kiếm đạo, chuyên tới bẩm báo, hỗ trợ xin danh ngạch đệ tử nội môn. Thanh âm nói. Thiên tài kiếm đạo. Lông mày Hà trưởng lão dương lên. Để hắn đi vào. Để mọi người tới họp, mục đích chính là vì tìm kiếm siêu cấp thiên tài kia, vị này đột nhiên xuất hiện, nói phát hiện một vị, lập tức tràn đầy kích động. Rất nhanh, Lục Vân trưởng lão đi tới trước mặt. Ngươi nói thiên tài kiếm đạo là có ý gì? Hà trưởng lão nhìn qua. Là như vậy, ta chịu trách nhiệm thu nhận đệ tử ngoại môn cùng đệ tử tạp dịch, thời điểm đi ngang qua Tinh Diệu Thành. Lục Vân trưởng lão nói tất cả mọi chuyện một lần, bao quát thiên nhai quét ngang tất cả mọi người, cùng với Thiện Hiểu Thiên nhẹ nhõm đánh bại Hoắc Giang Hà, hơn nữa để kiếm ý lan ra đến 499 mét. Đây là ngọc phù hắn ở kiếm thần đường lưu lại. Mới cổ thánh nhất trọng, liền có thể kiếm ý lan ra tiếp cận một dặm. Hà trưởng lão chấn động. Không chỉ hắn, tất cả trưởng lão trong đại sảnh đều trợn mắt lên, tràn đầy khó tin. Kiếm đạo ý cảnh, lĩnh ngộ cao thâm hay không, liên quan đến thiên phú cùng với năng lực một người, nhưng không có thực lực siêu cường, khẳng định không cách nào khóa kiếm ý ở trong người. Một cổ thánh nhất trọng, lĩnh ngộ kiếm ý tiếp cận một dặm. Còn cường đại hơn rất nhiều đệ tử hạch tâm, thật là đáng sợ. Có phải là hắn hay không? Lão giả vẻ mặt mượt mà nhìn lại. Cổ thánh nhất trọng, 17 tuổi, hẳn không cách nào lĩnh ngộ thần chi kiếm ý, coi như có thể lĩnh ngộ, cũng không chịu nổi lực lượng cường đại như thế. Nhưng không thể không thừa nhận, là thiên tài tuyệt đỉnh. Hà trưởng lão gật đầu. Thần chi kiếm ý, loại cảnh giới như hắn cũng chưa chắc có thể thừa nhận được, đối phương một cổ thánh nhất trọng 17 tuổi, làm sao làm được? Hẳn không phải. Nếu là thiên tài, kiếm các ta sẽ không bạc đãi, Thiện Hiểu Thiên này, lập tức trở thành đệ tử nội môn, hơn nữa lấy đãi ngộ đệ tử hạch tâm đối đãi, đợi hắn đến hư tiên cảnh, có thể không thông qua khảo hạch, trực tiếp tấn thăng. Dừng lại một chút, Hà trưởng lão nói. Lục Vân trưởng lão vì tông môn phát hiện nhân tài như vậy, không thể bỏ qua công lao, ban tặng một viên chân tiên đan, Ngô trưởng lão, Bạch trưởng lão hộ pháp, trợ giúp hắn xung kích chân tiên cảnh. Thành công, lập tức tấn cấp trưởng lão nội môn. Đa tạ Hà trưởng lão. Nghe được ban thưởng to lớn như vậy, Lục Vân trưởng lão nhịn không được nữa, lập tức quỳ rạp xuống đất. Chân tiên đan, là một trong mấy đan dược quý báu nhất của tông môn, mỗi một viên đều vô cùng chân quý, không phải dùng tiền liền có thể mua được. Cường giả hư tiên cảnh đỉnh phong, dùng một viên có thể gia tăng 20% cơ hội đột phá, tu vi của hắn đã sớm đi đến cuối, nếu có thứ này phụ trợ, tỷ lệ đột phá tuyệt đối gia tăng thật lớn. Huống chi còn có hai vị trưởng lão hộ pháp. Có thể nói, thực lực tăng vọt, trở thành trưởng lão nội môn đã không còn bất kỳ khó khăn. Có công liền thưởng, có tội tất phạt, đây là quy củ kiếm các, không cần khách khí. Đợi ngươi trở thành trưởng lão nội môn, Thiện Hiểu Thiên này, vẫn như cũ do ngươi liên hệ cùng tiếp xúc, lại có gì đặc thù, lập tức trình báo. Hà trưởng lão bàn giao. Vâng. Lục Vân tràn đầy hưng phấn lui xuống. Ừm. Thấy hắn rời đi, Hà trưởng lão lần nữa nhìn quanh. Được rồi, chư vị giải tán đi, ghi nhớ lời ta mới vừa nói, chỉ cần tìm được vị thiên tài kia, ban thưởng tuyệt đối phong phú hơn Lục trưởng lão rất nhiều. Vâng. Mọi người đồng loạt lui ra ngoài. Đối với mọi người mà nói, dù Thiện Hiểu Thiên thiên tài, nhưng Lăng Vân kiếm các không thiếu nhất chính là loại người này, trong đệ tử hạch tâm, vượt qua một dặm, hai dặm đều có khối người.
tuy khiếp sợ, nhưng không có dẫn tới chú ý quá lớn. Mọi người đều rời đi, rất nhanh gian phòng chỉ còn lại Hà trưởng lão cùng lão giả khuôn mặt mượt mà. Người muốn đưa tin cho tông chủ. Lão giả khuôn mặt mượt mà nhìn qua. Chuyện này, quan hệ trọng đại, nhất định phải nhanh báo tin tông chủ. Hà trưởng lão gật đầu. Hiện tại tông chủ đang cùng tông chủ của những tông môn khác thảo luận sự tình thông thiên kiều trăm năm một lần. Lúc này đưa tin, chẳng phải quấy rầy. Lão giả khuôn mặt mượt mà có chút lo lắng. Hẳn sẽ không, loại sự tình này, chúng ta không truyền qua, những tông môn khác khẳng định cũng sẽ truyền lại, đợi người khác đuổi tới trước, tông chủ không biết liền phiền toái. Hà trưởng lão gật đầu, không nói thêm lời, lấy ra một ngọc bài đặc thù nhẹ nhàng điểm một cái, một đạo tin tức lập tức in lên, tựa như thiêu đốt biến mất ở trước mắt. Trên một ngọn núi không biết cao bao nhiêu, mây trắng lượn lờ, tiên hạc bay lượn, dưới thương tùng có vài bóng người ngồi ngay ngắn thành một vòng tròn. Dòng nước vang lên, bốn phía mùi thơm vây quanh, từ xa nhìn lại như là tiên cảnh. Ta cảm thấy dựa theo quy luật trước kia là được, không cần thiết chơi đùa lần nữa. Một nữ tử dung mạo mỹ lệ, nâng ly trà lên, thản nhiên nói. Quy luật trước kia rất không tệ, cũng rất hợp lý, nhưng nhiều năm như vậy chưa hề thành công, tiếp tục sử dụng, ta sợ sẽ dẫm lên vết xe đổ. Một lão giả nói. Không dựa theo trước kia, các ngươi có biện pháp gì? Không ngại nói ra nghe một chút. Nữ tử cười nhạo một tiếng. Đỗ Thanh Diên, Trục Tinh Cung các ngươi, là duy nhất trong 6 đại tông môn có thể câu thông vị trí thần điện, các ngươi hắn hiểu rõ nhất, mọi người tập hợp ở đây, thật ra chính là muốn nghe ý tứ của ngươi, ngươi là không muốn nói, hay muốn ở lại chỗ này, một đường ra cũng không cần. Nếu như ta tính toán không sai, tuổi thọ của ngươi, hẳn cũng sắp đi đến cực hạn a. Đối diện một trung niên nhíu mày. Chúng ta có thể câu thông thần điện, nhưng các ngươi phải rõ ràng, thần điện là dạng tồn tại gì, có thể câu thông không có nghĩa là tìm hiểu. Mặt khác, tuổi thọ của ta sắp đến cực hạn, nhưng nếu như ngươi cho rằng, Trục Tinh Cung ta nhất định có biện pháp, muốn bắt nạt một chút, không ngại ngươi ta chiến đấu một hồi. Người nào thắng lại nói tiếp. Nữ tử Đỗ Thanh Diên nhíu mày. Được rồi, mọi người tập hợp một chỗ là thảo luận sự tình, không phải cãi lộn. Lão giả trước đó nói chuyện lắc đầu. Tần môn chủ, người nói ít đi một câu. Đỗ cung chủ, người cũng biết, tần môn chủ nói chuyện từ trước tới nay như vậy, không nên tức giận. Chuyện này, chúng ta thảo luận như vậy, khẳng định không có kết quả. Vừa rồi ta đã liên hệ thông thần điện Khổng điện chủ, không có gì bất ngờ xảy ra, rất nhanh cũng sẽ tới. Lời còn chưa dứt, một trung niên nhân mặc trường bào, khuôn mặt nho nhã, bất ngờ xuất hiện ở trước mặt mọi người, trên mặt lộ ra nụ cười thản nhiên. Xem ra vẫn là Hàn huynh hiểu ta. Hết chương 3596. Chương 3597. Khổng sư, 2. Nhìn thấy vị trước mắt này, mọi người đều đồng loạt đứng dậy. Tuy bọn họ thân là môn chủ 6 đại tông môn, nhưng so sánh với vị trước mắt này, vẫn kém một đoạn dài. 6 đại tông môn, như 6 quốc gia to lớn, từng người khống chế một phương, nhưng thông thần điện trải rộng thiên hạ, nơi có người, liền có thông thần điện, thông thần ngọc phù. Dù không tranh tất đất, nhưng trên thực tế nắm thiên hạ trong tay. Huống chi thực lực người trước mắt này, rốt cục mạnh đến mức nào, không có người biết. Tu luyện giả bình thường đều có tuổi thọ hạn chế, nhưng vị trước mắt này giống như thủy chung sẽ không thay đổi. Vài ngàn năm trước, liền uy danh hiển hách, thiên hạ không ai không biết, hiện tại dung nhan, vậy mà không thay đổi chút nào. Cho dù mấy người sớm đã đứng ở đỉnh phong nhất của đại lục, trong lòng vẫn mang tôn kính và kiêng kỵ. Gặp qua Khổng điện chủ. Mấy người ôm quyền. Không cần khách khí. Thông thần điện điện chủ cười cười, ngồi xuống. Lần này phiền phức điện chủ tới, chính là muốn thương thảo sự tình thông thiên kiều trăm năm một lần, nên làm như thế nào, tiếp tục tuân thủ ước định trước kia, hay là đánh vỡ quy luật. Lão giả được xưng Hàn huynh, mở miệng nói. Đúng vậy, điện chủ hơn 4.000 năm trước lẻ loi một mình, xông qua thông thiên kiều, đánh bại cường giả thần điện, một mình đạt được một chữ. Sáng lập thông thần điện, nên cực kỳ thấu hiểu đối với thần điện, người có thể giải thích nghi hoặc cho chúng ta, không thể thích hợp hơn. Tần môn chủ nói, ta từng tiến vào thần điện, nhưng trong đó đáng sợ, không phải một hai lời có thể miêu tả, thông thiên kiều, trăm năm xuất hiện một lần, nhiều năm như vậy đều không có thành công, cũng nên cải biến một chút. Thông thần điện điện chủ cười cười, vừa định tiếp tục nói chuyện, chỉ thấy cổ tay Hàn huynh khẽ đảo, một ngọc phù xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Cúi đầu liếc mắt nhìn, con mắt Hàn huynh nhìn không được sáng lên.
Làm sao vậy, Hàn huynh? Tần môn chủ nhìn qua. Là người trong tông môn báo, nói kiếm các xuất hiện một vị thiên tài, lĩnh ngộ tiên tổ lưu lại kiếm ý. Hàn huynh cười nói. Kiếm ý tiên tổ, chẳng lẽ là, thần chi kiếm ý? Thông thần điện điện chủ sững sờ. Đúng vậy. Hàn huynh gật đầu. Thần chi kiếm ý, nghe nói thần linh mới có thể lĩnh ngộ cùng thi triển, lĩnh ngộ loại này. Về sau nhất định bất phàm. Không biết, vị môn nhân này của Hàn huynh, họ gì tên gì? Mắt sáng lên, thông thần điện điện chủ cười nhìn qua. Cái này, ta cũng không rõ lắm, thuộc hạ cũng chưa điều tra ra, chỉ là kiếm ý tiên tổ xuất hiện cộng hưởng. Hàn huynh gật đầu. A hát. Thông thần điện điện chủ cười cười, không tiếp tục truy vấn. Đã xuất hiện người tài giỏi như thế, thông thiên kiều, có lẽ thật muốn thay đổi thoáng cái, bất quá nếu như thay đổi, còn cần Hàn huynh tìm vị thiên tài này tới lại nói, xác thực biết là ai, nắm giữ dạng năng lực cùng thực lực gì, mới có thể kế hoạch tốt hơn. Cũng phải. Mọi người đồng thời gật đầu. Vậy thì tốt, liền như thế đi, lần sau lại tụ họp. Thông thần điện chủ nói. Thảo luận xong. Mọi người không nói thêm lời, đều rời đi, Hàn huynh vừa bay xa, liền cảm thấy sau lưng tiếng gió rít gào, thông thần điện chủ ngăn ở phía trước. Khổng điện chủ. Hàn huynh vội vàng ôm quyền. Hàn huynh đừng có gấp, người có thể lĩnh ngộ thần chi kiếm ý, về sau nhất định có ảnh hưởng cực kỳ trọng yếu với thông thiên kiều, mặc dù không biết bây giờ thực lực thế nào, nhưng thân là trưởng bối, đã biết, dìu dắt thoáng cái ắt không thể thiếu. Đây là lệnh bài đại biểu thân phận của ta, nếu như tìm được người này. Xin ban cho hắn, có thể ở trong thông thần điện tùy ý mua sắm bảo vật tấn cấp tu vi, không cần dùng tiền. Ngón tay điểm ra, một ngọc phù xuất hiện ở phía trước, thông thần điện chủ mỉm cười. Đa tạ khổng điện chủ. Ánh mắt Hàn huynh sáng lên. Thông thần điện trải khắp thiên hạ, ngọc bài này có thể tùy ý mua sắm đồ vật tấn cấp tu vi không cần dùng tiền, giá trị lớn, không cho phép đánh giá. Có thể nói, nắm giữ ngọc phù này, chẳng khác nào nắm giữ của cải lớn nhất thiên hạ. Tu luyện không cần lo lắng. Ân tình thực sự quá lớn. Khách khí, ngươi hẳn cũng biết, ý nghĩa thông thần điện tồn tại, chính là vì để tu luyện giả càng thêm cường đại, loại thiên tài này xuất hiện, ta sẽ ra tay trợ giúp. Thông thần điện chủ cười cười, trên mặt lộ ra ôn hòa. Khổng điện chủ đại nghĩa, ta một mực lòng sinh khâm phục. Nếu như không có chuyện gì khác, trước hết cáo từ. Hàn huynh nói xong, thân thể run rẩy, biến mất tại nguyên chỗ. Nhìn hắn rời đi, hai tay thông thần điện điện chủ chắp sau lưng, ánh mắt thiểm thước, không biết nghĩ cái gì. Một lát sau, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, giống như đang cùng người khác nói chuyện, lại giống như tự lẩm bẩm. Nhiều năm như vậy, người rốt cục xuất hiện, hơn nữa loại bỏ không gian bích chướng, đến nơi này. Nhanh một chút xuất hiện đi, ta đã đợi quá lâu. Hô! Cảm xúc xong, thông thần điện chủ biến mất không thấy gì nữa. Nếu như Trương Huyền ở đây, nhất định có thể nhận ra, dung mạo của vị điện chủ này, cùng khổng sư hắn thấy qua, giống nhau như đúc, không có chút khác biệt nào. Chẳng lẽ vài ngàn năm trước, khổng sư đi tới thượng thương, một mực ở chỗ này? Đã như vậy, vì sao không trở về danh sư đại lục? Thậm chí ngay cả một chút tin tức cũng không có. Trưởng lão điện cùng trên ngọn núi phát sinh tất cả, Trương Huyền đều không biết, giờ phút này đang nhìn Tào Thành Lập. Phái tên này đi tìm hiểu tin tức. Kết quả ra hỏa này vậy mà sưng mặt sưng mũi trở về, nếu không phải trước đó ban cho một tia thiên đạo chân khí, khả năng đã chết rồi. Chỉ là hỏi thăm tin tức, tại sao có thể như vậy? Trương Huyền kìm nén không được. Trước đó quản gia Tôn Cường, chỉ cần ra ngoài làm việc, khẳng định có thể hoàn thành, tuy có đôi khi ưa thích trang bức, không quá đáng tin cậy, nhưng chí ít không có ra ngoài chưa đến nửa canh giờ đã bị người đánh thành như vậy. Cái này, ta, Tào Thành Lập xấu hổ. Rất nhanh nghe rõ đối phương giải thích, Trương Huyền không còn gì để nói. Cái tên này xuất thân sơn tặc, đến chết không đổi, tìm người hỏi thăm tin tức liền hỏi thăm, kết quả nhìn thấy một đệ tử tạp dịch xinh đẹp, liền tràn đầy phấn khởi đi qua đùa giỡn. Sau đó, có thể tưởng tượng được, không có bị đánh chết tại chỗ là tốt lắm rồi. Trên đầu chữ sắc một cây đao, nơi này là Lăng Vân Kiếm Các, không phải Huyền Giang Thành. Trương Huyền im lặng. Lá gan của gia hỏa này cũng không tránh khỏi quá lớn đi. Đệ tử tạp dịch của Lăng Vân Kiếm Các, ít nhất cũng phải đại thánh tam trọng, loại thực lực như ngươi, cũng dám đùa giỡn. Thật sự là không biết sống chết. Nếu không phải người khác biết, hắn là người của Thiện Hiểu Thiên,
đoán chừng hiện tại đã có thể nhặt xác. Nhưng thiếu gia, ngươi cũng biết, ta, cái này đã nhẫn nhịn hơn 10 ngày. Tào Thành Lập hơi đỏ mặt. Hắn lúc trước đi Thanh Lâu có thể thoáng cái tìm 7 người, chứng minh rất mạnh, sau khi trở thành sơn tặc, mỗi ngày không gái không vui. Dù tìm đều là chút ít gái lầu xanh, hoặc cam tâm tình nguyện, thế nhưng không có nhàn rỗi. Cùng thiếu gia đi tới nơi này, trên đường 10 ngày, đã sớm kìm nén hung ác. Vốn cho rằng dựa vào bộ mặt của hắn, có thể dụ dỗ một cái trở về, ai biết mới mở miệng liền bị đánh. Đau buồn không nói ra được. Thấy tên này hùng hồn, Trương Huyền che chán. Thiện Hiểu Thiên nói rất đúng, lúc trước không nên thu tên này. Mất mặt a hát, ngậm miệng, để ngươi làm sự tình thế nào rồi? Cái này, bẩm báo thiếu gia, ta đã nghe ngóng, thông thần ngọc phù của Lăng Vân kiếm các, ở trong thị trường giao dịch của đệ tử nội môn có bán ra, mỗi một cái giá cả đều là 20 kiếm các tệ. Thấy thiếu gia tức giận, Tào Thành Lập không dám nói nhiều, xấu hổ gãi đầu nói. 20 kiếm các tệ. Trương Huyền cau mày. Thoạt nhìn số lượng không lớn, nhưng giá trị mua sắm của kiếm các tệ, hắn lại không rõ ràng. Một thiên nguyên đan hạ phẩm, đại khái giá trị bao nhiêu kiếm các tệ? Trương Huyền nhìn không được hỏi. Cái này, ta còn không có hỏi thăm. Tào Thành Lập xấu hổ cười một tiếng. Thị trường giao dịch ở đâu? Trương Huyền tiếp tục hỏi. Cái này, ta cũng không có hỏi thăm. Khóe miệng Tào Thành Lập co quắp. Vậy ngươi hỏi thăm cái gì? Sắc mặt Trương Huyền dần dần xanh lại. Cô nương vừa rồi đánh ta kia, là thuộc hạ của một đệ tử nội môn tên Lưu Lộ Kiệt, người cao 1,70m, 3 vòng 85, 74, 88, chân ít nhất 1m, vừa mảnh lại trắng, quan trọng là còn ngọc bích. Thiếu gia, ta nói cho ngươi, ta duyệt nữ vô số, đây là ta gặp qua đôi chân tốt nhất, không có cái thứ hai. Con mắt Tào Thành Lập sáng lên. Đủ rồi. Trương Huyền suýt chút nữa nổ tung. Cái gì a? Để hắn hỏi thăm chính sự, một chút cũng không làm, cái đồ chơi này ngược lại làm rõ ràng. Em gái ngươi a hát, ghi nhớ thân phận, là tới tu luyện, hầu hạ thiếu gia, không phải tán gái. Hiện tại ra ngoài, tìm kiếm địa phương đệ tử nội môn giao dịch, tìm không thấy, ta sẽ thiến ngươi. Trương Huyền hừ lạnh một tiếng, cong ngón tay búng một cái, một đạo kiếm khí từ ngón tay bay ra, không ngừng xé rách không khí. Vâng. Cảm nhận được kiếm khí, mang theo lạnh lẽo thấu xương, không ngừng ở dưới hông hắn loạn chuyển, Tào Thành Lập sợ tới mức sắc mặt trắng nhợt, vội vàng kẹp chặt hai chân. Buổi tối hôm nay, còn tìm không thấy, ta liền đi tìm một con ngựa đực, để nó cưỡng gian ngươi. Trương Huyền nói tiếp, hoa cúc Tào Thành Lập siết chặt, mồ hôi lạnh ứa ra. Chủ nhân của mình thoạt nhìn rất nghiêm chỉnh, làm sao một khi quyết tâm. Gay gắt như vậy, ngựa đực cưỡng gian hắn. Nghĩ tới đêm hôm đó, con ngựa kia biết võ công, biết bưng trà rót nước. Thật muốn cưỡng gian hắn, khả năng thật đúng là không chống lại được. Tuyệt không thể như vậy. Ta lập tức đi ngay. Không dám tiếp tục nói nhảm, xoay người bỏ chạy ra ngoài. Lần này có uy hiếp, thời gian không dài liền hỏi thăm tin tức rõ ràng. Thiếu gia, nơi đệ tử nội môn giao dịch, ngay ở dưới chân ngọn núi này, giá cả tiên nguyên đan hạ phẩm. Ta cũng đã hỏi, một viên đại khái 2 kiếm các tệ. Tào Thành Lập nói, một tiên nguyên đan 2 kiếm các tệ, thông thần ngọc phù, muốn 20 viên, cái này, giá cả khác biệt thực sự quá lớn a. Trương Huyền ngây người, tiên nguyên đan, tinh diệu thành thông thần điện, 10 vạn thông thần tệ một viên, thông thần ngọc phù mới 2 vạn. Đến nơi này, ngọc phù 20, tiên nguyên đan mới 2. Chênh lệch gấp 10 lần. Nói cách khác, tiên nguyên đan đồng dạng. Giá cả kém 50 lần. Thật hay giả? Ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, dù sao giá cả ta hỏi thăm, chính là như vậy. Tào Thành Lập vội vàng giải thích, đồng thời kẹp chặt hai chân, sợ vị thiếu chủ này một lời không vui, giúp hắn cắt thứ kia đi. Mang ta đi nơi giao dịch của đệ tử nội môn, ta muốn đích thân xem một chút. Biết ở đây nói nhiều cũng không có tác dụng gì, Trương Huyền đứng dậy, nói một tiếng, đi ra ngoài. Hết chương 3597. Chương 3598. Bán nước tắm. Chợ giao dịch của đệ tử nội môn, là đệ tử nội môn tự phát hình thành, có thể ở đây bán ra cùng mua sắm bảo vật cần thiết cho tu luyện, cực kỳ thuận tiện. Ở dưới Tào Thành Lập dẫn dắt, rất nhanh tới địa phương. Thoạt nhìn cực kỳ đơn sơ, chỉ là một cái tiểu viện không lớn dưới núi, đưa ra lệnh bài, tiến vào bên trong, ngay sau đó nhìn thấy không ít quầy hàng bày ở trên mặt đất.
lẻ tà lẻ tẻ bày đặt một ít vật tư. Trường kiếm, công pháp bí tịch, thiên tài địa bảo, đan dược sủng vật. Cái gì cần có đều có. Bất quá, những cái này không phải của tông môn, mà là đệ tử nội môn khi thí luyện đạt được, hoặc là đồ vật gia tộc. Chúng ta nơi này, chỉ lấy kiếm các tệ, không nhận thiên nguyên đan. Hỏi mấy quầy hàng, Trương Huyền đạt được trả lời giống nhau. Đối phương bán ra những bảo bối này, mục đích chính là vì đi vào kiếm thư đường, luyện kiếm đường. Học tập kiếm thuật cao minh hơn, mà muốn đi vào những địa phương này, chỉ có kiếm các tệ mới được. Không có kiếm các tệ làm sao bây giờ? Trương Huyền buồn bực, vốn cho rằng Tào Thành lập cống hiến mấy viên tiên nguyên đan, có thể coi như tiền bạc hối đoái, không nghĩ tới, cái đồ chơi này, người ta căn bản không nhận. Lăng Vân kiếm các, tu vi cũng không trọng yếu là lĩnh ngộ kiếm ý, kiếm pháp, chỉ cần hai thứ này mạnh lên, cùng cấp nổi bật, tự nhiên sẽ đạt được tông môn dốc sức nâng đỡ, tài nguyên không thiếu. Nguyên nhân chính là như vậy, loại dược vật tăng cao tu vi như tiên nguyên đan, ở đây ngược lại không chân quý. Thiếu gia, nếu không, chúng ta cướp a, vừa rồi ta xem mấy người, thực lực đều không mạnh như ngươi, chỉ cần nghĩ biện pháp lừa gạt bọn hắn đến một góc, giết chết cướp sạch, cái gì cũng có. Nhìn thấy thiếu gia yêu sầu, Tào Thành Lập đi tới trước mặt, hạ giọng. Cướp em gái ngươi. Trương Huyền suýt chút nữa tức ngất đi. Có thể sử dụng tư duy bình thường cân nhắc sự tình không? Nơi này là Lăng Vân kiếm các, môn quy không cho phép cướp đoạt. Thực có can đảm động thủ, chết cũng không biết chết như thế nào. Còn lừa gạt đến xó xỉnh, ngươi cho rằng đệ tử nội môn đều là thằng ngốc sao? Có thể trở thành đệ tử Lăng Vân kiếm các, cái nào không có chút thủ đoạn, cướp người khác, không bị người khác đoạt cũng đã không tệ. Nếu không như vậy, vừa rồi ta nhìn thấy một đệ tử nội môn xinh đẹp bán đồ vật, ta đi thi triển Mỹ Nam kế. Tào Thành Lập lời thề son sắt. Trương Huyền che chán. Thật hận không thể một chân đạp chết ra hỏa kia. Ngươi đi thi triển a, đừng bị đánh chết là được. Không thèm để ý ra hỏa này, dọc theo quầy hàng đi thẳng về phía trước. Lại hỏi thăm mấy nhà, thông thần ngọc phù nơi này, giá cả giống như đối phương nói, đại khái 20 kiếm các tệ, tiên nguyên đan quả thực là 2 kiếm các tệ, cả hai chênh lệch trọn vẹn gấp 10 lần. Nói cách khác, coi như có thể lấy vật đổi vật, tiên nguyên đan trong tay hắn, cũng không đủ mua sắm một cái thông thần ngọc phù. Lấy thông thần ngọc phù làm tiêu chuẩn mà nói, vì sao giá cả tiên nguyên đan chênh lệch lớn như vậy? Cũng kìm nén không được, hỏi một vị đệ tử nội môn đang bán ra vật tư. Ngươi nói là thông thần ngọc phù địa phương nhỏ a, loại thông thần ngọc phù này, ngầm thừa nhận thực lực, là đại thánh nhất trọng, giá cả rất thấp. Mà đệ tử trong kiếm các bán ra, thừa nhận là cổ thánh nhất trọng, giá cả tự nhiên cao gấp mấy chục lần. Đến hạch tâm, đệ tử hạch tâm sử dụng thông thần ngọc phù. Ngầm thừa nhận tu vi là hư tiên cảnh. Giá cả cao hơn. Vị đệ tử nội môn này lắc đầu, giải thích nói. Nha! Trương Huyền giật mình. Một mực nghi ngờ, không nghĩ tới đáp án đơn giản như vậy. Hắn lấy giá cả thông thần ngọc phù là tiêu chuẩn, cân nhắc giá cả tiên nguyên đan, lại không biết thông thần ngọc phù nơi này đã khác biệt ngoại giới. Tài khoản đồng dạng, một cái vương giả, một cái thanh đồng, giá cả có thể giống nhau ư. Lại hỏi thăm một hồi, quen thuộc một ít, Trương Huyền nhìn không được hỏi. Ta muốn mua sắm một thông thần ngọc phù, không biết có phương pháp gì kiếm các tệ nhanh nhất. Phương pháp nhanh chóng, ta cũng đang tìm, có thể tìm được, liền không ở nơi này bày quầy bán hàng. Đệ tử nội môn kia trừng mắt. Trương Huyền xấu hổ, còn tưởng rằng sẽ giống như một ít thương hội, trả lời vấn đề liền có thể kiếm tiền, hiện tại xem ra, cả nghĩ quá rồi. Hiện tại chỉ có 7 viên tiên nguyên đan, một chữ vật giới chỉ. Dựa vào bán thứ này, kiếm lấy 20 kiếm các tệ, đoán chừng không làm được. Thực sự không được, liền giống như những người khác bày quầy bán hàng, nhưng trên người hắn không có bảo vật AH. Chữ vật giới chỉ, ở Huyền Giang thành thuộc về tư nguyên khan hiếm, nhưng ở nơi này, hầu như mỗi đệ tử nội môn đều có một cái, bây giờ không có, thậm chí có thể ở tông môn thuê. Căn bản không có thị trường. Còn tiên nguyên đan. Hết thảy 7 viên, toàn bộ bán, cũng mua không nổi thông thần ngọc phù. Đúng rồi, nước tắm hồ lô, có hiệu quả trị liệu thương thế, nếu như có thể bán thứ này đi, hẳn có giá trị không nhỏ. Dầu dĩ rất lâu, đột nhiên ánh mắt Trương Huyền sáng lên. Đi tới thượng thương hết thảy chừng 10 ngày, chưa hề đi ra ngoài, cũng hầu như không cùng người chiến đấu qua, nghèo rất mùng tơi, muốn nói còn có đồ vật gì, lần trước nấu hồ lô lưu lại nước tắm,
còn có mấy bình. Thứ này, dùng để chữa thương cực kỳ kỳ hiệu, thậm chí so với một ít đan dược cũng có tác dụng hơn, nếu có thể bán đi, làm không cẩn thận, có thể mua được thông thần ngọc phù. Liền như thế, nghĩ đến cái này, lại không do dự, từ trong giới chỉ lấy chút vải vóc, tạm thời dựng cái quầy hàng, lấy bình ngọc đựng nước tắm hồ lô ra ngoài, bày ở bên trên, dừng lại một chút, lại lấy ra một tấm vải, viết bốn chữ lớn thần dược chữa thương, sau đó ngồi xuống. Thần dược chữa thương, huynh đệ, người thật sự là không sợ chết, cái chữ thần, này, không phải tùy tiện có thể dùng. Nếu không một khi bị thần linh phát hiện, sẽ bị xóa bỏ tại chỗ. Đệ tử nội môn ở bên cạnh, nhìn thấy hắn làm ra bảng hiệu như vậy, nhịn không được lắc đầu. Không thể tùy sử dụng, kiếm các còn có kiếm thần đường A. Trương Huyền nhìn qua, chữ thần, ở kiếm thần đường kia, là năm đó tổ sư khai phái kiếm các, từ thần điện dựa vào thực lực đoạt tới, bởi vì chỉ là nửa chữ, cho nên chỉ có thể mệnh danh một phân đường, mà không thể dùng ở tông môn. Ở trên đại lục, chỉ có thông thần điện mới có tư cách, nghe nói là vị điện chủ kia một người đơn thương độc mã xông vào thần điện, đối mặt thần linh, cứng rắn cướp lại. Vị đệ tử nội môn kia giải thích, chữ, còn cần đoạt. Trương Huyền tràn đầy kỳ lạ, hỏi thăm một hồi, giờ mới hiểu được chuyện gì xảy ra, nhịn không được hít khí lạnh. Thượng thương trong mắt của hắn, mệnh danh di khí đại lục, nghe nói là bị thần linh vứt bỏ, bởi vậy bất luận là sáu đại tông môn, hay người bình thường, đều không có tư cách sử dụng chữ thần, muốn sử dụng, chỉ có một phương pháp, đó chính là nghĩ biện pháp đi vào thần điện, từ trong tay thần linh cứ thế mà đoạt chữ. Mấy ngàn năm qua, sáu đại tông môn thêm vào thông thần điện, cũng chỉ có Lăng Vân kiếm các, từng chiếm được nửa chữ, thông thần điện chiếm được một chữ. Những tông môn khác, cho dù cũng rất mạnh mẽ, nhưng chưa hề thành công qua. Đoạt chữ khó như vậy, thần điện mạnh mẽ có thể tưởng tượng được. Xem ra chữ thần quả thực không phải dùng linh tinh. Hai chữ thần dược, đổi thành tiên dược, lại ở phía dưới viết một dòng đủ loại thương thế, thuốc đến bệnh trừ, lúc này mới lần nữa đợi chờ khách hàng. Tiếp cận một canh giờ, không ít người sang đây xem qua, nhưng mở nắp bình ra, đều lắc đầu rời đi. Thuốc chữa thương của người khác, đều linh khí bức người, hắn giống như nước phổ thông, có thể có người mua mới kỳ quái. Trời dần dần tối, thời điểm Trương Huyền cảm giác, bán hàng quả nhiên không có tiền đồ gì, một nữ hài đi tới. Khoảng 20 tuổi, dáng người cao gầy, dung mạo cực kỳ mỹ lệ, mặc dù kém đám người Triệu Nhã, nhưng cũng xem như mỹ nữ trong trăm có một, chỉ hơi cau mày, tựa hồ vì sự tình gì lo lắng. Thuốc chữa thương của ngươi, thật có hiệu quả. Chuyển vài vòng, đi tới trước mặt Trương Huyền, ánh mắt sáng rực nhìn lại. Đương nhiên, Trương Huyền gật đầu. Bất kỳ thương thế nào cũng có thể chữa khỏi, chị không khỏi, trả tiền lại. Một thân nhân của ta bị tiên thú gây thương tích, dùng không ít dược vật chữa thương đều vô dụng, người cái này. Bán thế nào? Nữ hài dừng lại một chút nói. Thật ra thì, nàng cũng là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, dùng không biết bao nhiêu đan dược cũng vô dụng, nhìn thấy vị này, vậy mà viết ra tiên dược chữa thương, hơn nữa thuốc đến bệnh trừ, ôm tâm lý may mắn tới tìm hiểu. Dù sao chỉ là thử một chút, không được vậy thì thôi. Một bình, 20 kiếm các tệ. Trương Huyền nói. 20 kiếm các tệ, tại sao ngươi không đi cướp? Nữ hài giật nảy mình. Đan dược chữa thương phổ thông, cho dù là hư tiên cảnh, cũng không cao hơn 10 kiếm các tệ. Một bình như vậy, giống như nước sạch, vậy mà 20. Quá hắc đi. Tiền nào của nấy, đều là đệ tử nội môn, ta dám ra giá tiền này, khẳng định có hiệu quả trị liệu đặc thù. Nếu không, còn không bị giết chết. Trương Huyền nhấc mí mắt. Người có thể lựa chọn không mua, nhưng giá tiền này, sẽ không thay đổi. Nói xong con mắt đóng lại, một bộ có thích mua hay không, không mua cuốn xéo. Tuy chưa làm qua buôn bán, nhưng nhìn qua vô số thư tịch, biết xáo lộ của thương nhân, đuổi theo vội vàng mua, đối phương chưa hẳn muốn, thậm chí còn có thể nửa tin nửa ngờ, cho rằng có phải gạt người hay không. Bắt được giá đỡ. Cho người ta một loại cảm giác cao thâm khó lường, ngược lại càng khiến người ta tin tưởng. Huống chi thứ này của hắn, vốn không phải giả. Quả nhiên, nhìn thấy bộ dáng của hắn, nữ hài dừng lại. Nếu như không có dược vật trị liệu thích hợp, người thân của nàng có thể sẽ tử vong. Bằng không thì cũng sẽ không gấp gáp chạy đến địa phương đệ tử nội môn giao dịch mua thuốc. Nhưng lấy nhãn lực của nàng, thực nhìn không ra bình nước này có công hiệu gì. Tốt, ta mua. Nếu như không có công hiệu, sẽ tới tìm ngươi, để ngươi biết kết quả lừa gạt ta. Trần chờ phút chốc,
Nữ hài cầm lấy một bình, khẽ nói. Yên tâm, không có công hiệu, không cần ngươi nói chuyện, ta cũng sẽ phá hủy sạp hàng của mình. Trương Huyền thản nhiên nói. Dù sao hắn cũng chỉ bán một lần, có thông thần ngọc phù, còn thiếu tiền sao? Nói đùa. Công khai thi đấu cầy tiền, hắn tuyệt đối là chuyên nghiệp. Vậy thì tốt. Nữ hài thở phào nhẹ nhõm, cầm lấy bình ngọc, lấy ra một cái túi tiện tay ném tới. Đây là 20 kiếm các tệ. Nói xong, thân thể mềm mại chuyển một cái, trực tiếp rời đi. Mở túi ra, phát hiện bên trong quả nhiên có 20 kim tệ, ánh mắt Trương Huyền sáng lên. Còn tưởng rằng cần chờ lâu chút, không nghĩ tới dễ dàng như vậy. Đứng dậy, đang muốn thu quán, tìm địa phương mua ngọc phù, chỉ thấy đệ tử nội môn bên cạnh mặt đồng tình nhìn qua. Nhanh cút đi, nghĩ biện pháp rời kiếm các, nếu không ta sợ rất nhanh ngươi sẽ bị đánh thành thịt vụn. Hết chương 3598. Chương 3599. Bạch Diệp trưởng lão. Huynh đệ cớ gì nói ra lời ấy? Thấy bộ dáng của hắn, Trương Huyền nghi ngờ. Cớ gì nói ra lời ấy? Vị đệ tử nội môn kia vẻ mặt đồng cảm. Ngươi có biết nữ hài vừa rồi kia là ai không? Trương Huyền lắc đầu. Cháu gái ruột của Bạch Diệp trưởng lão, một trong tam đại trưởng lão, Bạch Nguyễn Khanh. Vị đệ tử nội môn kia lắc đầu. Nói thật cho ngươi biết, vừa rồi thoạt nhìn rất dịu dàng, trên thực tế là nữ bạo long, trong đệ tử hạch tâm cũng có tên tuổi lẫy lừng, không ai dám trêu chọc. Dám tốn nhiều tiền như vậy, mua một bình nước của ngươi, chỉ cần ngươi còn ở tông môn, liền chạy không xong. Không rời tông môn, tốt nhất lập tức về nhà, chuẩn bị tang sự, nếu không, ai cũng không cứu được ngươi. Nữ bạo long, lông mày Trương Huyền nhảy dựng. Vừa rồi đối phương thái độ ôn hòa, mảy may không nhìn ra a hát. Làm sao, không tin, năm ngoái đệ tử hạch tâm Tô Thông chạy tới thổ lộ, bị kéo qua khiêu chiến, phía dưới bị đá bể nát, hiện tại cũng không có khôi phục. Đệ tử hạch tâm Tấm Hoan, bởi vì sự tình gì đắc tội nàng, cũng bị đánh một tháng không xuống giường được, muốn bao nhiêu thê thảm liền bấy nhiêu thê thảm a. Đúng, đệ tử hạch tâm Thiết Hải, bởi vì bán thuốc giả, bị nhét vào trong nước sông, dìm đến mất nửa cái mạng, còn không có kết thúc, thậm chí bị cắt đầu lưỡi. Đệ tử hạch tâm còn như vậy. Ngươi một đệ tử nội môn, lại dám lừa nàng, không phải tự tìm cái chết thì làm gì? Đệ tử nội môn bên cạnh hừ lạnh. Cái này, Trương Huyền vò đầu. Chỉ nhìn chân đối phương rất dài, rất thẳng, lớn lên cũng rất đẹp, thật đúng là không nhìn ra tàn nhẫn như vậy. Thực lực của nàng là gì? Ngươi biết không? Trương Huyền nhìn không được nữa hỏi. Nếu thực lực tương đương mình, thật cũng không sợ. Nói thật, cùng cấp bậc, trừ phân thân. Thật đúng là chưa sợ qua ai. Năm ngoái thời điểm cùng Tô Thông tỉ thí, liền đến hư tiên cảnh đỉnh phong, năm nay cảnh giới gì, không rõ ràng. Đệ tử nội môn kia kéo quầy hàng ra xa. Ta trước cách ngươi xa một chút, ngộ nhỡ đến tìm phiền phức, cũng có thể trốn được, không bị tai bay vạ gió. Ai, thời đại này, buôn bán càng ngày càng khó khăn, bản thân khiêm tốn, nhưng phải đề phòng người khác tìm đường chết. Thật sự là yêu sầu a hát. Trương Huyền im lặng. Được rồi, không đợi ở nơi này, ta mua thông thần ngọc phù xong, cũng quả thực phải rời khỏi. Chẳng muốn cùng đối phương tiếp tục nói nhiều, thu quầy hàng lại, Trương Huyền đứng dậy. Chạy đến thị trường giao dịch, mục đích lớn nhất là kiếm tiền mua thông thần ngọc phù, hiện tại đủ tiền, mua đồ vật liền có thể trở về. Bán cho ta một cái thông thần ngọc phù, đây là 20 kiếm các tệ. Đi tới trước mặt đệ tử nội môn kia, ném túi tiền xuống nói. 20 không bán. Lên giá, 25. Vị đệ tử nội môn kia lắc đầu. Tăng giá, vừa rồi không phải nói 20 ư. Trương Huyền nhìn không được cau mày. Mới vừa rồi là 20, nhưng bây giờ ngươi đắc tội Bạch Nguyễn Khanh, đã xen như tử hình. Bán đồ vật cho ngươi, ngộ nhớ bị nàng biết, tìm ta phiền phức thì làm sao bây giờ. Tăng thêm 5 cái, là phí an ủi tâm lý, cũng là tiền mua thuốc trị thương, đây là nể mặt ngươi quen, mới thêm tiền bán cho ngươi. Đổi lại người khác, cũng chưa chắc chịu bán. Vị đệ tử nội môn kia lẽ thẳng khí hùng nói. Ngươi, ra mặt Trương Huyền co rúm. Vị nữ bạo long kia, thật có đáng sợ như vậy. Tràn đầy không tin, xoay người đi đến quầy hàng khác có thông thần ngọc phù, kết quả một vòng, quả nhiên không có một người nguyện ý bán. Rất hiển nhiên, tin tức mình đắc tội vị nữ bạo long kia đã truyền ra, vì phòng ngừa ngoài ý muốn, lại không có người cùng hắn làm ăn. Đám người kia, hàm răng ngứa ngáy,
Trương Huyền thật hận không thể giống như Tào Thành Lập nói, đoạt những này người. Còn tưởng được 20 kiếm cắt tệ, có thể mua, không nghĩ tới lấy không đến tay. Được rồi. Trương Huyền bất đắc dĩ, đang lo lắng có muốn tìm những biện pháp khác hay không, liền nhìn thấy Tào Thành Lập đi tới trước mặt. Thiếu gia, đây là thông thần ngọc phù ngươi muốn, cho. Nói xong đưa hai cái tới. Nắm vật trong tay, con mắt Trương Huyền trợn tròn. Hắn bày quầy bán hàng, suy nghĩ cả nửa ngày, ngay cả một cái cũng không có mua lại, thuộc hạ không đáng tin cậy này, làm sao lấy được hai cái. Không phải mới vừa cùng ngươi nói ư, ta nhìn chúng một đệ tử nội môn xinh đẹp. Tào Thành Lập gãi đầu, cười hắc hắc, vừa định giải thích, Trương Huyền liền thấy một nữ tử đại khái chừng 300 cân đi tới. Thân yêu, chúng ta nhanh lên một chút, giường nhà ta vừa lớn vừa tròn, mấu chốt còn rất mềm a. Tốt, lập tức. Tào Thành Lập liên tục gật đầu, sau đó khoát tay áo. Thiếu gia, ta đi qua một chuyến, quay đầu lại cùng ngươi nói rõ chi tiết. Nói xong vẻ mặt hưng phấn đi theo nữ tử ra ngoài. Trương Huyền lần nữa che chán. Mà mẹ nó. Cái gì a hát? Cái này gọi là đẹp đẽ. Thế nào cảm giác, trước đó ở Huyền Giang Thành thuần phục con ngựa kia, cũng đẹp mắt hơn nữ nhân kia a. Háo sắc liền háo sắc, chỉ ít có chút phẩm vị được không? Chẳng qua, tuy thưởng thức không được tốt lắm, nhưng hiệu suất làm việc vẫn rất mạnh, bản thân chơi đùa hơn một canh giờ, ngay cả một cái thông thần ngọc phù cũng không có được, đối phương không chỉ được hai cái, ngay cả giường cũng lên. Người so với người, tức chết người. Lắc đầu, Trương Huyền đầy mặt bất đắc dĩ, chậm rãi đi về. Tiểu viện của Bạch Diệp trưởng lão. Một tiếng thú minh sắc nhọn, Bạch Nguyễn Khanh từ trên lưng thú nhảy xuống, đẩy cửa đi vào đại điện. Tiểu thư. Một lão giả tiến lên đón. Người hầu của Bạch Diệp trưởng lão, Bạch Phong. Cùng Bạch Diệp trưởng lão cùng nhau lớn lên, đồng thời đi vào Lăng Vân kiếm các, mặc dù ở trong tông môn không có danh khí gì, nhưng tu vi ai cũng không biết cao thâm bao nhiêu. Biết tiểu thư lại đi ra ngoài tìm kiếm dược vật chữa thương, Bạch Phong than thở một tiếng, đi tới trước mặt. Tâm tình của tiểu thư, ta cũng biết, nhưng lão gia tổn thương, là hãm không thành lưu lại, mang theo sức mạnh quỷ dị khó lường. Tất cả phương pháp của tông môn đều dùng qua, tiểu thư ở nội môn, ngoại môn mua những thuốc kia, có thể có hiệu quả gì? Bạch Phong nhìn không được lắc đầu. Hãm không thành, một trong mấy nơi thần bí nhất đại lục, mặc dù bảo vật nhiều, nhưng nguy hiểm cũng lớn. Lão gia của mình, chỉ là thương thế phổ thông, dựa vào thân phận tam đại trưởng lão, cho dù chị không khỏi, chỉ ít có thể bảo đảm, qua cuộc sống của người bình thường, đáng tiếc thương thế quá nặng, đã dùng hết tất cả phương pháp. Cũng không có hiệu quả, hơn nữa càng ngày càng nghiêm trọng, không có gì bất ngờ xảy ra, sẽ không kiên trì được mấy ngày. Nguyên nhân chính là như vậy, tiểu thư mỗi ngày đều ra ngoài tìm kiếm đủ loại cổ phương, kỳ chân diệu dược, mong xuất hiện kỳ tích. Trên thực tế, chỉ là tốn công vô ích mà thôi. Ta biết, chỉ là... Bạch Nguyễn Khanh siết chặt tú quyền. Đối phương nói, nàng làm sao không biết. Nhưng để nàng trơ mắt nhìn thân nhân duy nhất chết đi, thực sự không cam tâm. Ai? Biết tâm tư của tiểu thư, Bạch Phong than thở một tiếng. Lần này tiểu thư lại tìm đến thuốc gì, có thể để cho ta nhìn một chút hay không? Là cái này. Cổ tay khẽ đảo, Bạch Nguyễn Khanh vừa mua được nước tắm đưa tới. Tiện tay nhận lấy, mở nắp bình ra, Bạch Phong ngửi một cái, nhịn không được lắc đầu. Tiểu thư, đây là thuốc, ta sống 150 tuổi, đủ loại dược vật, gặp qua không ít. Một chút linh khí cũng không có. Sẽ không phải là có người cố ý lừa gạt chứ? Dược vật, muốn có dược hiệu, nhất định phải có linh khí ở bên trong, trước mắt đồ vật trong bình ngọc, giống như nước sạch, một chút linh lực cũng không có, làm sao có thể là thuốc? Tiểu thư sẽ không phải là quá mức gấp gáp, bị người lừa chứ? Là một đệ tử nội môn bán cho ta, nghe nói là tiên dược chữa thương, đối với bất kỳ thương thế nào cũng có hiệu quả. Bạch Nguyễn Khanh gật đầu. Thời điểm nàng mua cũng hoài nghi. Nhưng ra ra sắp không chịu nổi, dù là có một chút hy vọng, cũng không nguyện ý bỏ qua. Huống chi người bán thuốc tự tin, không giống nói dối. Dù sao danh tiếng của nàng lớn như vậy, nội môn, hạch tâm, không ai không biết, không người không hiểu. Chỉ cần nhìn thấy, nên rõ ràng kết quả lừa gạt, biết những cái này, còn dám khoe khoang khoác lác như vậy. Khẳng định có dựa dẫm nhất định. Hiệu quả, một chút linh khí cũng không có, liền dám bán cho ngươi. Lá gan người này thật đúng là đủ lớn. Bao nhiêu tiền? Bạch Phong khẽ nói. 20 kiếm các tệ.
Bạch Nguyễn Khanh nói. 20. Bạch Phong sững sờ, sau đó nổi giận đùng đùng. Tiểu thư, ta cơ bản có thể xác nhận, người khẳng định bị lừa. 20 kiếm các tệ, tiên nguyên đan hạ phẩm cũng có thể mua sắm 10 viên, chỉ mua một bình nước như vậy, đối phương là đệ tử nội môn do trưởng lão nào quản lý. Hiện tại liền đi tìm bọn hắn, để bọn họ cho cái bàn giao. Chẳng lẽ Bạch trưởng lão bị thương, liền có thể tùy tiện bắt nạt. Ầm ầm. Dưới cơn giận dữ, lực lượng hùng hồn từ huyệt đạo tỏa ra, toàn bộ phủ đệ không ngừng lay động, tựa như lúc nào cũng sẽ không chịu nổi lực lượng bạo ngược của hắn. Tuy Bạch trưởng lão bị thương nặng, bất cứ lúc nào cũng sẽ không chịu nổi, nhưng còn có hắn, dám khi dễ tiểu thư như vậy, chính là tự tìm cái chết. Ta là tự nguyện mua, cũng không bị lừa gạt. Bạch Nguyễn Khanh hơi đỏ mặt. Đối phương rõ ràng nói, có thích mua hay không, không ép buộc, cũng không nhiều lời. Tự nguyện, khẳng định là hoa ngôn xảo ngữ. Bạch Phong vẫn lửa giận ngập trời. Được rồi, mặc kệ có linh khí hay không, nếu đã mua, liền cho ra ra thử một chút. Cắt đứt đối phương nói, Bạch Nguyễn Khanh nhấc chân đi về phòng, chỉ chốc lát đi tới trước giường. Một lão giả nằm trên giường, khuôn mặt đã có vẻ hơi tiều tụy, ngực có một vết thương to bằng cái bát, đã bắt đầu thối rữa, tản mát ra khí tức khó ngửi. Vị lão giả này, giờ phút này đang hôn mê bất tỉnh, dường như hai người vừa rồi đối thoại, một chút cũng không nghe thấy. Ra ra, người nhất định phải tốt lên. Đã không có biện pháp nào khác, cũng không quan trọng thí nghiệm thuốc, đỡ lão giả dậy, Bạch Nguyễn Khanh đút chất lỏng trong bình ngọc cho đối phương. Uống xong, đợi một hồi, thấy vết thương vẫn thối rữa, không có bất kỳ khởi sắc gì, vẻ mặt Bạch Nguyễn Khanh ảm đạm xuống. Một chút linh khí cũng không có, khẳng định là giả. Tiểu thư, về sau tuyệt đối không nên tin tưởng những sự tình này, trong tông môn trưởng lão am hiểu y thuật đều thử qua, không hiệu quả gì, một ít đệ tử phổ thông bán ra đồ vật, làm sao có thể tin tưởng. Nhìn một màn này ở trong mắt, Bạch Phong lắc đầu hừ lạnh, tiếng nói còn không có kết thúc, liền nghe một thanh âm hư nhược chậm rãi vang lên. Khụ khụ, các ngươi cho ta uống cái gì? Thân thể cứng đờ, Bạch Nguyễn Khanh cùng Bạch Phong vội vàng nhìn lại, chỉ thấy Bạch Diệp trưởng lão hôn mê bất tỉnh, chẳng biết lúc nào mở mắt. Dù vẫn suy yếu, nhưng đã tỉnh táo lại. Hết chương 3599. Chương 3600. Đánh bạc 1. Thuốc này hữu hiệu. Hốc mắt Bạch Nguyễn Khanh đỏ lên. Thương thế của Gia Gia, nàng biết rất rõ ràng, nếu không phải tu vi cao thâm, khẳng định đã sớm chết, dù vậy cũng đến phần cuối sinh mệnh, không có gì bất ngờ xảy ra, hai ngày sau nhất định không kiên trì nổi. Giờ phút này, uống một bình nước sạch liền tỉnh lại, còn có thể nói chuyện, sau khi hết khiếp sợ, là tràn đầy khó tin. Coi như tục mệnh đan cao minh nhất của tông môn, cũng không có hiệu quả lợi hại như vậy a. Lão gia, Bạch Phong cũng vội vàng đi tới trước mặt, đỡ Bạch Diệp trưởng lão dậy, chân khí phun trào, đưa vào trong cơ thể đối phương dò xét. Một lát sau, con mắt trợn tròn. Thương thế trong cơ thể lão gia, vậy mà khôi phục một chút. Tuy khôi phục không rõ ràng, nhưng dù sao cũng khôi phục, đặc biệt là lực lượng quỷ dị không ngừng ăn mòn nội tạng, chân khí, linh hồn trong cơ thể, không cách nào khu trừ, vậy mà bị áp chế. Đây chính là lực lượng đặc thù của hãm không thành, bất kỳ dược vật nào, cơ hồ đều vô hiệu, không nghĩ tới tiểu thư lấy ra bình nước sạch kia làm được. Tiểu thư, bình thuốc này của ngươi, mua ở nơi nào? Vội vàng nhìn lại. Mua ở thị trường giao dịch. Bạch Nguyễn Khanh nói. Mua một bình. Vừa rồi lão gia uống quá ít, cho nên chỉ khôi phục một tia, nhưng bình nước sạch này, có tác dụng áp chế thương thế, hết sức rõ ràng, chỉ cần số lượng đủ, có thể đoán được. Bị thương làm cho cả tông môn đều bó tay toàn tập, có thể hoàn mỹ khôi phục. Ta cho là giả, cho nên mua ít. Bạch Nguyễn Khanh hơi đỏ mặt. Không những không phải giả, còn là thần dược, mau dẫn ta đi qua, có bao nhiêu mua bao nhiêu, chỉ cần số lượng nhiều, lão gia tuyệt đối có thể khôi phục. Bạch Phong kìm nén không được. Tốt, thấy bộ dáng này của đối phương, Bạch Nguyễn Khanh cũng biết, lần này khẳng định là tìm được thuốc tốt, lúc này xoay người đi tới thánh thú. Quá chậm, ta mang ngươi tới. Còn chưa tới trước mặt, âm thanh của Bạch Phong vang lên, ngay sau đó liền cảm thấy trên người chợt nhẹ, bị lão bộc của Gia Gia nắm lấy, thẳng tắp bay tới thị trường giao dịch của đệ tử nội môn. Mấy hơi thở sau, đi tới thị trường, Bạch Nguyễn Khanh vội vã đi tới địa phương vừa rồi mua thuốc, lại phát hiện đã trống không. Người bán thuốc vừa rồi đâu? Quay đầu nhìn về phía đệ tử nội môn bên cạnh, Bạch Nguyễn Khanh nhíu mày. Nhìn thấy vị nữ bạo long này,
nhanh như vậy liền trở lại, hơn nữa còn mang theo lão giả biết bay, đệ tử nội môn bên cạnh giật nảy mình. Mới vừa đi, người có biết hắn là chi mạch nào, môn hạ đệ tử của trưởng lão nào không? Nữ hài tiếp tục hỏi. Không biết, đệ tử nội môn bên cạnh vẻ mặt căng thẳng. Hắn là ngày hôm nay mới tới, chúng ta không quen, coi như bán thuốc giả. Cũng không quan hệ với ta. Đúng vậy, chúng ta thật không nhận ra, biết tên này không đáng tin cậy, muốn mua đồ vật của chúng ta cũng không có bán. Vừa nhìn liền biết không phải người tốt lành gì, lần sau tới, ta nhất định đuổi ra ngoài, tuyệt không để hắn đi vào. Mấy vị đệ tử nội môn ở cách đó không xa, cũng vội vàng nói. Vừa rồi thời điểm Trương Huyền bán thuốc, bọn họ đều thấy được, giờ phút này nữ Bạo Long vội vã xông lại, khẳng định là muốn tìm phiền toái, đương nhiên là trước phủi sạch quan hệ, thuận tiện lại giả mạo người tốt. Thấy mọi người đều lòng đầy căm phẫn, Bạch Nguyễn Khanh sửng sốt một chút. Ta tại sao phải giận chó đánh mèo? Hắn không phải bán thuốc giả cho ngươi ư? Có đệ tử nội môn nhìn qua. Là thuốc thật, ta tới, là muốn mua nhiều mấy bình. Bạch Nguyễn Khanh lắc đầu. Thuận tiện cảm ơn hắn một chút. Thuốc thật, cảm ơn. Một đám đệ tử nội môn đều choáng váng. Viết khoa trương như vậy, tùy ý bày hàng, giống như trò đùa. Thật, hắn không phải bán đồ ư? Sao đi nhanh như vậy? Thấy vẻ mặt mọi người không đúng, Bạch Nguyễn Khanh nhíu mày. Ta muốn nghe lời thật, các ngươi hẳn phải biết kết quả lừa gạt ta. Cái này, hắn bán thuốc mục đích là muốn mua thông thần ngọc phù, kết quả chúng ta không bán, còn để hắn nhanh rời đi, cho nên. Một đệ tử nội môn sắp khóc. Để hắn rời đi. Bạch Nguyễn Khanh rốt cuộc minh bạch, gương mặt xinh đẹp trầm xuống. Ân nhân cứu mạng gia gia của ta, bị các ngươi đuổi đi, đã như vậy. Hô! Bóng người lóe lên, sau một khắc, rất nhiều đệ tử nội môn đều nằm trên mặt đất, kêu thảm liên tục. Nữ Bạo Long quả nhiên vẫn là nữ Bạo Long, một lời không hợp liền động thủ. Hơn nữa ác như vậy. Rất nhanh ngừng lại, nữ Bạo Long chống nạnh, nhìn quanh một vòng, âm thanh băng lãnh. Đều đi tìm hắn cho ta, trước khi trời tối, tìm không thấy, ta sẽ tiếp tục ra tay, lại đánh các ngươi một trận. Đừng nghĩ trốn, ta muốn đánh người, chỉ cần không rời tông môn hoặc chết rồi, hiện nay còn không người thoát khỏi. Mọi người, đại ca bán thuốc, có thể có chút phẩm đức nghề nghiệp hay không? Bán chút thuốc giả không được sao? Bán thuốc giả, muốn đánh cũng chỉ đánh ngươi, chúng ta mẹ nó trêu ai ghẹo ai. Trương Huyền trở lại chỗ ở. Lấy thông thần ngọc phù ra, nhỏ máu tươi vào nhận chủ, tinh thần khẽ động, tiến vào bên trong. Lần này xe nhẹ đường quen, cực kỳ đơn giản. Ngọc phù này khác biệt thông thần điện trước đó, không có khổng sư giới thiệu, tiến vào bên trong. Cảm ứng tình huống thân thể một chút, giống như mọi người nói, thực lực là cổ thánh nhất trọng. Tu vi quá thấp, không ít võ kỹ cùng chiêu số không có phương pháp thi triển thuận lợi, thông thần ngọc phù cổ thánh nhất trọng, ở Lăng Vân kiếm các đã được cho yếu nhất. Lần này không thể gọi thiên nhai. Dừng lại một chút. Trước đó ở tinh diệu thành thông thần điện, lấy tên thiên nhai, bọn người Lục Vân trưởng lão tưởng lầm là Thiện Hiểu Thiên, lúc này lại lấy tên này xuất hiện, rất dễ dàng bị phát giác. Đến lúc đó còn làm sao quyền đánh tông chủ, chân đá trưởng lão? Còn làm sao ẩn nấp thân phận, điều tra vị trí linh thần cung của Lạc Nhược Hy? Dù sao đều là ngoại hiệu, thiên nhai không được, Dương Huyền không cần thiết. Vậy thì dựa theo tính cách của ta tới đi, gọi ta rất biết điều. Trầm tư phút chốc, Trương Huyền lấy một ngoại hiệu thỏa mãn. Trước đó thiên nhai, thực sự rất khó nghe. Đặc biệt là bị người xưng hô, thiên cọng lông, nhai cọng lông. Quả thực chính là làm nhục. Ta rất biết điều, đã phù hợp khí chất, lại phù hợp tính cách không kiêu căng của hắn. Lấy tên rất hay, Trương Huyền đi thẳng về phía trước, đồng dạng là một ngôi đại điện, phía trên viết Lăng Vân kiếm các thông thần điện. Đẩy cửa đi vào, người đông nghìn nghịt, không biết bao nhiêu, trên người đều cõng trường kiếm, kiếm khí ngút trời. Tìm người hỏi thăm một chút. Giống như thông thần điện phổ thông, phương pháp kiếm các tệ nhanh nhất chính là một đối một tỉ thí. Thấy đơn giản như thế, rất mau tới chỗ so kiếm. Đinh 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 đinh. Trên đài có hai người trẻ tuổi đang tỉ thí. Bởi vì dung mạo trong này không phải bản thân, hai bên chiến đấu đến cùng là ai, không ai biết được, vì dễ phân chia, một cái thanh y, một cái bạch y. Thanh niên bạch y trường kiếm lay động, kiếm mang lăng lệ, thân ảnh như gió, kiếm khí như hồng. Hai người đấu lực lượng ngang nhau. Không tệ. Nhìn một hồi,
Trương Huyền không khỏi gật đầu. Không hổ là đệ tử nội môn của Lăng Vân Kiếm Các, kiếm thuật quả nhiên cao minh hơn đám người Hoắc Giang Hà không biết bao nhiêu, một chiêu một thức, đều tự thành pháp luật, đã có phong thái tông sư. Loại kiếm thuật này, nếu như đến danh sư đại lục, đám người Hưng Mộng Kiếm Thánh khả năng cũng xa xa không kịp. Huynh đệ, có muốn đặt cược hay không? Đang muốn nghiên cứu kiếm thuật cùng kiếm chiêu của song phương một chút, liền nghe cách đó không xa có một âm thanh đè thấp vang lên, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một thanh niên mặc khôi bào, vẻ mặt lén lén lút lút đi tới trước mặt. Dung mạo trong thông thần điện đều là giả, nhìn không ra đẹp xấu, có điều tên này, ánh mắt lóe lên, có vẻ hơi hèn hạ. Đặt như thế nào? Trương Huyền nhìn qua. Lăng Vân Kiếm Các, một trong 6 đại tông môn, làm việc quang minh chính đại, dưới tình huống bình thường, là không cho phép đệ tử so kiếm đặt cược, cho nên nơi này cũng không có công khai đánh bạc. Tên này quỷ quái như vậy, khẳng định cũng là sợ bị người phát hiện, muốn nhân cơ hội kiếm ít tiền lẻ. Rất đơn giản, thanh y 1, 1.5, bạch y 1, 1.1, hòa nhau gấp 5 lần. Thanh niên khôi bào nói. Bạch y, vì sao kém như vậy? Trương Huyền nghi ngờ. Hắn chiến thắng tỷ lệ lớn, giao đấu qua 300 trận, thắng được hơn 200 trận, kiếm thuật khẳng định cao minh hơn một ít. Thanh niên khôi bào cười hắc hắc. Có muốn cực một ít chơi đùa hay không? Có thể. Nhìn hai người trên đài, Trương Huyền nhẹ nhàng cười một tiếng, duỗi ra hai ngón tay. Ta mua thanh y chiến thắng, 20 viên kiếm các tệ. 20 viên. Không nghĩ tới gia hỏa lạ mặt này, vừa ra tay đã xa xỉ như vậy, thanh niên khôi bào giật nảy mình. Giống như Trương Huyền biết, kiếm các là không cho phép đánh bạc, có điều một ít đệ tử tiểu đà tiểu nháo, cũng không có người đi quản, dưới tình huống bình thường, so kiếm đặt cược như vậy, 2-3 kiếm các tệ là cực kỳ bình thường, 5 cái coi như nhiều, một hơi áp 20 viên, còn là lần đầu tiên thấy. Trương Huyền gật đầu, mua xong rời tay, liền không thể nuốt lời. Thanh niên khôi bào ngẩng đầu nhìn về phía trên đài, bạch y rõ ràng chiếm thượng phong, thanh y liên tục bại lui, bất cứ lúc nào cũng sẽ thua. Cười hắc hắc, lấy ra một cái thẻ mệnh giá 20 đưa tới. Tiền cho ta, sau khi tỉ thí kết thúc, cầm thứ này hối đoái. Đương nhiên, nếu như thua, một phân tiền cũng không có. Trương Huyền gật đầu. Lúc tiến vào, liền chuẩn bị xong thông thần thẻ nơi này, 20 kiếm các tệ, tất cả đều để vào trong đó, nhẹ nhàng điểm một cái, số 20 trên thẻ bị cắt mất. Kha kha, nhìn trong tay nhiều ra 20 kiếm các tệ. Thanh niên khôi bào nhẹ nhàng cười một tiếng, xoay người rời đi. Thế nào? Mới vừa đi tới một bên, lại một thanh niên mặc quần áo tương đồng đi tới trước mặt. Gặp được một thằng ngốc, vừa mua thanh y chiến thắng, còn 20 viên kiếm các tệ. Thanh niên khôi bào hạ giọng. 20, thật là ngốc. Sửng sốt một chút, thanh niên thứ hai con mắt sáng lên. Người khác không biết trên đài chiến đấu là ai, ta nhưng điều tra rõ ràng, bạch y là Mạt Giang sư huynh. Thanh y là Hồ Tiếu sư đệ, người sau mới nhập môn không đến 2 năm, làm sao có thể là đối thủ của Mạt sư huynh. Đúng vậy, 20 kiếm các tệ này xem như tự nhiên kiếm được. Thanh niên khôi bào cười hắc hắc, cảm giác gặp được một thằng ngốc, kiếm lời nhiều như vậy, ngay sau đó nhìn thấy thanh y ở trên đài liên tục bại lui, kiếm khí đột nhiên quét ngang. Phốc, bạch y bị đâm trúng ngực, bay ngược ra ngoài. Thanh y, chiến thắng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 151.